Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2861, Trương Huyền trọng thương thai. Khúc trưởng lão ở một bên đột nhiên hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Tâm tình Trương Huyền sao động, khống chế chân khí không đủ, hắn vậy mà dùng phương pháp đặc thù, bước mấy đạo chân khí hòa vào trong cơ thể đi ra. Dám hạ độc ta, coi như không phải đối thủ, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Khúc trưởng lão nổi giận, vỗ tới một trường. Phong vân cuốn, tinh hải treo ngược, danh sư cử tinh toàn lực công kích, giống như xé rách bầu trời, đại điện trước mắt ở dưới trường lực tác động, phát ra thanh âm kẹt kẹt, đủ loại trận pháp bị xé rách ra, bụi bặm nhau nhau rơi vãi. Khúc trưởng lão, đừng. Không nghĩ tới bản thân mới vừa ổn định vị siêu cấp cường giả này, Khúc trưởng lão liền nổi giận, động thủ như vậy, thật muốn dẫn đến đối phương không vui, đại khai sát giới, băng nguyên cung chẳng phải sẽ biến mất. Âm ầm bất quá nàng la lên đã không kịp, khúc trưởng lão bị ở trước mặt hạ độc, đối phương lại giả mạo Dương Huyền, sớm đã tức sắp bùng nổ, giờ phút này toàn lực thi triển, lực lượng mạnh mẽ, thiên địa cũng có thể xé rách, đã không cách nào ngăn cản. Người phát điên cái gì? Cũng không ngờ tới vị trước mắt này tính cách dữ dằn như vậy, nói ra tay liền ra tay, căn bản không quản có thể thắng hay không, Trương Huyền dọa đến con người co rụt lại. Cổ tay bỗng nhiên chảo một cái, điện chủ lệnh che ở trước mặt. Bành! Trường lực xuyên thấu qua điện chủ lệnh cuốn tới. Phốc, máu tươi điên cuồng phun ra, Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mắt sụp đổ, hồn phách như muốn bị đánh ra. Đối phương cho rằng hắn là cao thủ tuyệt thế, mang tín niệm hẳn phải chết thi triển ra công kích, đã vượt qua phạm vi hắn có thể tiếp nhận, nếu không phải điện chủ lệnh ngăn cản phần lớn công kích, chỉ sợ sẽ bị đánh thành bánh thịt, lập tức bỏ mình. Audio điện tử võ tấn bền. Dù vậy, Lực lượng cuồng bạo cũng tàn phá bừa bãi toàn thân, để cả người hắn tựa như một cái bao tải rách, lập tức muốn tan ra thành từng mảnh. Thực lực của hắn làm sao lại yếu như vậy? Ngay sau đó, trong tai truyền đến thanh âm kinh hô của Khúc trưởng lão. Đường Đường danh sư Cửu Tinh, bị người ở trước mặt hạ độc, đối phương lại giả mạo Dương Huyền Dương sư, lúc này mới cực kỳ giận dữ, lòng quyết muốn chết, coi như không giết được đối phương cũng muốn để hắn bị thương, nằm mơ cũng không có nghĩ đến thực lực của tên này yếu như vậy. Không đỡ nổi một đòn. Đáng ghét, thực lực yếu như vậy, lại dám giả mạo cường giả, đệ tử băng nguyên cung ở đâu, bắt hắn lại cho ta. U nhược tâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị trước mắt này, thoạt nhìn mạnh mẽ vô song, không có cách nào chống cự, thực lực chân chính yếu như vậy, vẻ mặt đỏ hồng, nhịn không được lên tiếng hét lớn. Băng nguyên cung đại trưởng lão, ở trên đại lục là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lại bị một tiểu gia hỏa chỉ có nhập hư cảnh dọa đến run rẩy truyền đi còn có mặt mũi nào tiếp tục sống sót nàng bên này hét lớn triệu nhã ở một bên nhìn lấy thanh niên ở trên không phun máu thân thể không ngừng run rẩy nước mắt từ trên gương mặt trắng noãn cuồn cuộn lướt xuống hắn không phải sư tổ mà là lão sư khúc trưởng lão công kích chỉ nhằm vào trương huyền tuy nàng không thể thi triển tu vi lại không nhận bất kỳ tác động nhìn thấy thân ảnh trên không bởi vì trọng thương không duy trì được ngụy trang toàn bộ hiểu được khó trách trước đó liền kỳ lạ vì sao vô hồn của lão sư đi vào sư tổ đi ra khó trách vẫn cảm thấy chân khí của sư tổ quen thuộc như vậy nguyên lai like thật sự là lão sư cũng đúng chỉ có lão sư mới có thể sau khi nhận được nàng đưa tin không tiếc bất cứ giá nào xông lại chỉ có lão sư mới có thể vì nàng không để ý sinh tử dù là biết rõ không có thực lực cũng muốn đi tìm đại trưởng lão cầu phương pháp giải quyết chỉ có lão sư mới có thể cưng chiều nàng như vậy, liều tính mạng, vì nàng có thể làm tất cả. Lão sư, học sinh không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, trái tim như xé rách, triệu nhã cắn chặt hàm răng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên sao động, tựa như muốn xé rách bầu trời. Không nên dùng chân khí, người sẽ chết. Con người của U nhược tâm co rụt lại, nhịn không được lên tiếng hét lớn. chương 2862, danh sư, ta không làm. Một, băng tầm luyện chế khốn thiên tỏa, đi vào trong cơ thể, đông kinh mạch thành khối băng, hơi sử dụng chân khí, sẽ sinh ra đau đớn như tê liệt, để cho lực lượng người ta mất hết, cưỡng ép sử dụng mà nói, sẽ để cho kinh mạch vỡ vụn, lại khó khôi phục, làm không cẩn thận sinh mệnh cũng sẽ bởi vậy chôn vùi. Lúc trước dùng loại bảo vật này với triệu nhã, mục đích rất đơn giản, không tiến hành thải bổ chi thuật, kích hoạt thể chất, sống không bằng chết, mà kích hoạt thể chất, lập tức trở thành cường giả đỉnh phong cái nào nặng cái nào nhẹ, chọn lựa như thế nào cực kỳ đơn giản. Nhưng nhà đầu này, tình nguyện nhận thống khổ, cũng không muốn đồng ý, để nàng cực kỳ tức giận, vốn định giam mấy ngày, tự nhiên sẽ đổi ý, làm sao cũng không nghĩ đến, toát ra cái tên này, chạy tới cứu người. Đến cùng là ai, để ngươi liền mạng cũng không cần. Dừng tay, không để ý tới đi bắt ra hỏa giả mạo dương sư kia, thân ảnh nhoáng một cái, u nhược tâm đi tới trước mặt, bàn tay lăng không vỗ xuống lực lượng mãnh liệt bao phủ toàn thân triệu nhã, dọc theo huyệt đạo muốn chui vào, ý định áp chế chân khí sao động. Âm âm, bất quá, triệu nhã quyết tâm muốn chết, lực lượng vô cùng hung mãnh, cho dù là nàng, trong lúc nhất thời cũng không chấn áp được, gặp phải phản kích, thậm chí cảm thấy tùy thời bị trọng thương. Người điên rồi sao? Hốc mắt ửng hồng, u nhược tâm sắp nổ tung. Quen biết cô gái trước mắt này cũng hơn nửa năm, từ trước tới nay cung kính lễ độ, đối xử mọi người chân thành, cực kỳ tôn trọng nàng gần như là nói gì nghe nấy đến cùng xảy ra chuyện gì vừa nhìn thấy người trước mắt mạng cũng không cần cưỡng ép áp chế lại lực lượng của đối phương nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên ngay sau đó thấy được dung mạo chân thực của trương huyền kìm lòng không được sửng sốt một chút còn trẻ như vậy chẳng lẽ con người của u nhược tâm co rụt lại tay siết chặt là trương huyền tiếp xúc hơn nửa năm tính cách của triệu nhã nàng biết không ít vị ân sư thù nghiệp này, tuyệt đối là vải ngược, bất kỳ người nào cũng không thể chạm, một khi đụng chạm, nhất định sẽ nhận đủ. Vị trước mắt này còn trẻ như vậy, lại để cho nàng làm chuyện điên rồ, nhất định là người kia. Tránh ra, đang miên man suy nghĩ, liền nghe thanh âm tức giận của nữ hài bùng nổ, sau một khắc, ngược xẹp xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ va đập lên, để nàng bay ngược ra. Người ở trên không trung liền phun mạnh máu tươi. Kinh mạch sẽ vỡ, đừng đè nén khí huyết sôi trào trong cơ thể u nhược tâm thật vất vả ngừng lại nhìn về phía nữ hài trong mắt đỏ hoe cưỡng ép tăng lên lực lượng tương đương với bỏ sinh mệnh phốc quả nhiên vừa đánh bay đại trưởng lão triệu nhã cũng không chịu nổi hơi đỏ mặt phun máu tươi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy như không chịu nổi bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bất quá nàng không ngã xuống mà đi tới trước mặt trương huyền bàn tay trào một cái chân khí trong cơ thể tràn vào trong cơ thể người sau, trợ giúp chữa thương, trong ánh mắt lộ ra dịu dàng, thanh âm mang theo quyến luyến. Lão sư, người không nên xảy ra chuyện, học sinh sẽ không để cho người có chuyện. Người, người, không muốn sống nữa. Con người u nhược tâm co rút lại, muốn ngăn cản, lại phát hiện chung quanh đối phương có sóng khí mang theo áp lực cường đại, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tới gần. Cưỡng ép vận dụng chân khí, kinh mạch trong cơ thể đã không chịu nổi, Giờ phút này còn dùng chân khí đi trợ giúp người khác, cái này có thể nói là tự tìm đường chết. Nàng tính toán đốt sạch mình đi cứu người. Chương 2863, danh sư, ta không làm. Hai. Khúc trưởng lão đi tới trước mặt, nắm đấm cũng kìm lòng không được siết chặt. Vốn cho rằng là độc điện điện chủ, hoặc là dị linh tộc giả mạo, làm sao cũng không nghĩ đến, lại là một gia hỏa tu vi thấp ngụy trang. Sớm biết thực lực đối phương thấp như vậy, chắc chắn sẽ không phóng ra công kích cường đại như thế. Trong hôn mê, Trương Huyền cảm nhận được lực lượng của Triệu Nhã truyền vào, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt nữ hài trắng bệch, khóe miệng mang theo vui vẻ. "Lão sư, người đã tỉnh, ta không sao." Nói xong, mắt tối sầm lại, không thể kiên trì được nữa, té ngã trên đất, thân ảnh vốn hơi có vẻ cao gầy, giờ phút này lại gầy yếu như vậy, bất lực như vậy. Triệu Nhã sao còn không rõ chuyện gì xảy ra, hốc mắt của Trương Huyền lập tức đỏ lên, tựa như muốn nhỏ ra máu tươi. Đột nhiên đứng dậy, bàn tay bỗng nhiên điểm một cái. Âm âm, thiên đạo chân khí trong cơ thể giống như không cần tiền, điên cuồng tràn vào trong cơ thể nữ hài. Bất quá chân khí vừa tiến vào, như bị nước lạnh đổ vào, thân thể lập tức lạnh một nửa. Trong cơ thể bứ hài trước đó bị khốn thiên tỏa khóa lại kinh mạch, giờ phút này toàn bộ vỡ vụn, một cây cũng không thừa nói cách khác về sau coi như chữa khỏi cũng sẽ là phế nhân không còn một chút tu vi không trương huyền gầm lên giận dữ chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung cố gắng tu luyện từng bước một đi đến hiện tại thật muốn thành phế nhân có thể nói sống không bằng chết thả triệu nhã xuống không còn chân khí áp bức đại trưởng lão u nhược tâm đi tới trước mặt cũng nhìn rõ ràng tình huống của triệu nhã gấp gáp hét lớn là ngươi là các ngươi. Ôm nữ hài vào trong ngực, Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn đại trưởng lão cùng Khúc trưởng lão trước mắt, ánh mắt đỏ như máu, tựa như muốn giết người. Hắn đưa đệ tử đến Bang Nguyên Cung, là vì để nàng nhanh chóng kích hoạt thể chất, thực lực tăng thêm, nếu như sớm biết, đối phương sẽ dùng ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với học sinh của mình, đánh chết cũng sẽ không đồng ý. Nói thật, nhìn thấy học sinh bị khóa kinh mạch, nhận thống khổ như vậy, nên giúp nàng hả giận kết quả nhất thời không có nhẫn tâm, ủ thành đại họa. Ta nói qua, nếu như học sinh của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ để Băng Nguyên cung chôn cùng. Thanh âm băng lãnh, cả người Trương Huyền giống như ma quỷ từ địa ngục đi ra. Lúc trước thời điểm Liễu Huyền mang Triệu Nhã đi, hắn nói qua, nếu như đối phương không tốt với nàng, sẽ diệt Băng Nguyên cung, các ngươi vì để cho nàng kích hoạt thể chất, lại mặc kệ cảm thụ của nàng, để nàng biến thành như vậy, vậy ta cũng không có gì phải cố kỵ. Ngươi là Trương Huyền đúng không? Thân là danh sư thiên tài, thánh tử điện sông danh sư lâu thành công, tiền đồ không thể đo lường, đừng làm loạn, nếu không danh sư đừng có quyền lợi tước đoạt tư cách danh sư của ngươi, thậm chí truy nã toàn bộ đại lục. Thấy thanh niên trước mắt trở nên có chút không thể nói lý, khúc trưởng lão nhịn không được hét lớn. Tình huống của triệu nhã, hắn biết một chút, u nhược tâm hiểu được, hắn tự nhiên cũng đoán ra được. Trương Huyền này, thiên tư rất mạnh, ở thánh tử điện cũng phải kể đến, chẳng lẽ bởi vậy chôn vùi tương lai tốt đẹp. Danh sư, a, à, tốt một cái chú ý quy tắc danh sư, ngày hôm nay. Ta không phải danh sư, chỉ là lão sư của nàng, ta muốn vì nàng chút giật, vì nàng báo thù. Bàn tay chào một cái, xé nát danh sư bào trên người, Trương Huyền cười lạnh, giống như điên cuồng. Từ trước đến nay, đủ loại quy tắc danh sư áp bức, để hắn bó tay bó chân, đều dựa theo quy củ làm việc, nhưng ngày hôm nay. Không được, không vì cái khác, chỉ vì triệu nhã, báo thù rửa hận. Chương 2864, xét đánh băng nguyên cung một. Người thật to gan, không nghĩ tới vị trước mắt này, thế mà xé nát danh sư bào, nói thẳng ngày hôm nay không làm danh sư, khúc trưởng lão suýt chút nữa nổi khùng. Danh sư là tượng trưng thân phận, há là người muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Nếu như người người đều như thế, tôn nghiêm của danh sư đường ở đâu? thiên hạ đệ nhất chức nghiệp, còn có quy tắc gì đáng nói? Ta gan lớn, còn không có gan lớn bằng các ngươi. Tổng bộ danh sư đường coi trọng quy tắc nhất, vậy mà vì một loại lợi ích nào đó, cho phép tu luyện giả áp dụng phương pháp thải bổ kích hoạt thể chất. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của tu luyện giả, cùng giết hại sinh mệnh, băng nguyên cung đại trưởng lão đỉnh phong nhất đại lục, càng hạ khốn thiên tỏa cho vãn bối của mình, chỉ vì nàng không nghe lời. Ta giao học sinh cho các ngươi, là trương huyền ta có mắt không trồng ôm nữ hài, chậm rãi bay lên, thanh âm càng ngày càng vang dội. Đã như vậy, băng nguyên cung dơ bẩn như vậy, cũng không có cần thiết lưu lại. Băng nguyên cung có cần phải lưu lại hay không, còn không phải một nhập hư cảnh như người định đoạt. Nghe tên này càng nói càng thái quá, u nhược tâm cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, đột nhiên biến sắc. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy nguyên bản bầu trời đầy sao, sáng sủa không mây, chẳng biết lúc nào mây đen vây quanh, vô số lôi điện chiếm cứ ở trong đó, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đây là, động hư kiếp, cái tên này hiện tại muốn đột phá động hư cảnh. Khúc trưởng lão sững sờ. Gia hỏa trên không kia, luôn miệng nói muốn báo thù, muốn hủy diệt băng nguyên cung, làm sao còn không có ra tay, trước tiên liền đưa tới động hư kiếp. Độ kiếp, ốc còn không mang nổi mình ốc, sống hay chết cũng chưa biết chừng, đâu còn có công phu đi đối phó người ta. Lâm trận mới mài gươm, đã chậm hiện tại mới xung kích động hư cảnh có ích lợi gì đường đường băng nguyên cung có thể trở thành thế lực đỉnh phong nhất đại lục cũng không phải tùy tiện nói một chút thấy tên này không biết hối cải giờ phút này còn muốn xung kích động hư cảnh u nhược tâm cười lạnh bàn tay bỗng nhiên dương lên thanh âm vang tận mây xanh tựa hồ áp chế lôi đỉnh xuống tất cả đệ tử nghe lệnh có người sỉ nhục tông môn cần các ngươi vì băng nguyên cung xuất lực vâng dầm thanh âm kết thúc tất cả đệ tử cùng trưởng lão băng nguyên cung đồng thời bay lên, lơ lửng giữa không chung, lít nha lít nhít, tựa như bố trí thành một đại trận. Băng nguyên cung có thể trở thành thế lực nhất đẳng của toàn bộ đại lục, gần với trương gia, lạc gia, cường giả như mây, có thể xưng kinh khủng, chỉ riêng đạt tới thánh vực bát trọng cũng không dưới mấy ngàn. Mới vừa xung kích động hư, liền ăn nói ngông cuồng, xem ra người căn bản không biết, băng nguyên cung đến cùng có loại sức mạnh gì. Nhìn lấy tất cả đệ tử, trưởng lão lơ lửng, u nhược tâm cười lạnh. Ngay cả động hư cảnh cũng không có đạt tới, coi như may mắn có chút năng lực, vậy thì sao? Ở dưới lực lượng tuyệt đối, cái gì cũng không bằng. Không đúng, đại trưởng lão, động hư kiếp kia có chút không đúng. Ngay thời điểm u nhược tâm ý định hạ lệnh, chế ngự ra hỏa không biết trời cao đất rộng kia, thanh âm tràn đầy khẩn trương của khúc trưởng lão vang lên. Ừm, u nhược tâm mang theo nghi ngờ có thể để cho danh sư cửu tinh ngạc nhiên biến sắc, nhất định là xảy ra đại sự. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía động hư kiếp, chỉ nhìn một cái, con người đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy mây đen dày đặc trên bầu trời, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng rộng, trong nháy mắt đã bao phủ mấy vạn mẫu, xem ra vẫn còn không ngừng hội tụ, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ băng nguyên cung. Lôi kiếp mấy vạn mẫu, xem như vũ không kiếp cũng không có cường đại như vậy. Thân thể u nhược tâm phát run, vũ không kiếp, mấy ngàn mẫu là cùng, đối phương một động hư kiếp, vậy mà hội tụ mấy vạn mẫu lôi vân, là gấp 10 lần, đến cùng xảy ra chuyện gì. Dẫn tới lôi kiếp lớn như thế, chính ngươi cũng không cách nào vượt qua A. À. chương 2865, xét đánh băng nguyên cung 2. Ngàn vạn lôi đình nghe ta mệnh lệnh, diệt cho ta. Không để ý tới tất cả mọi người khiếp sợ, trương huyền ôm triệu nhã, ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng. Lôi đình nổ vang, giống như nghe mệnh lệnh của hắn, vô số lôi điện trong nháy mắt từ trong mây đen hạ xuống, thẳng tắp rơi vào kiến trúc bốn phía. Âm âm, âm âm, khói bụi đầy đất, đầu đầu cũng có thanh âm sụp đổ, vô số kiến trúc không chịu nổi công kích, vỡ nát tan thành, ngã trên mặt đất. Bảo vệ băng nguyên cung, không nghĩ tới đối phương dẫn tới động hư kiếp, vậy mà lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, u nhược tâm dọa đến trắng bệch. Siêu 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 siêu, trên không, tất cả trưởng lão, đệ tử thẳng tắp phóng về phía các kiến trúc, định dùng thực lực của mình chặn lại lôi đình, bảo vệ truyền thừa cùng kiến trúc vạn năm của băng nguyên cung. Tạch tạch, tạch tạch, nhưng lôi đình đại biểu lực lượng thiên đạo, ở đâu là bọn họ có thể chống lại, từng đạo lôi điện thô to không ngừng hạ xuống, tất cả đệ tử, trưởng lão phi hành ở trên không bị đánh trúng, từng người còn không kịp phản ứng, liền rơi xuống dưới. Mặc dù không có bị thương tính mạng, nhưng toàn thân tê liệt, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy không. Thân thể u nhược tâm cứng ngắc, nhịn không được lui về phía sau, khuôn mặt trắng bệch. Khúc trưởng lão ở một bên con ngươi co rút, giống như gặp quỷ. Lôi đình nghe theo nhân loại hiệu lệnh, đã để bọn họ khiếp sợ, giờ phút này vậy mà nghe dặn dò, đi tiến hành công kích. Đây rốt cuộc làm sao làm được, khó trách đối phương dám nói, muốn tiêu diệt băng nguyên cung, lôi đình hạ xuống, không ai ngăn nổi a hát. Ta liều mạng với ngươi, nhìn thấy toàn bộ băng nguyên cung bị hủy hoại triệt để, trận pháp giãn nứt, không có còn lại một chút, u nhược tâm phát điên, gào lên một tiếng, thẳng tắp lao về phía Trương Huyền. Đây là căn cơ của nàng, tông môn của nàng, nó bị hủy diệt, để nàng triệt để muốn điên rồi. Cút xuống cho ta. Trương Huyền vung tay lên. Âm ầm một đạo lôi điện thô to bổ tới. U nhược tâm còn không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng, giống như những người khác, người khét lẹt, từ không trung rất xuống. Âm, um, âm, um, âm. Um. Lại liên tiếp mấy trăm đạo lôi đình hạ xuống, rơi vào sống lưng của U Nhược Tâm, trong nháy mắt, vị đại trưởng lão quát tháo Phong Vân kia, bị đánh nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mỗi đánh một phát sẽ phun ra một ngụm máu tươi, mí mắt xoay loạn, không biết sinh tử. Lôi kiếp lúc trước liền để Trương gia đại trưởng lão Trương Vô Ngân cũng khó mà ngăn cản, động hư kiếp mạnh hơn, mặc dù U Nhược Tâm là cường giả đỉnh phong đương đại, vẫn không chịu nổi thân là danh sư cửu tinh, chỉ vì bản thân thành kiến, liền thống hạ sát thủ, cũng nên nhận trừng phạt. Bổ xong u nhược tâm, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía khúc trưởng lão ở một bên, bàn tay chỉ một cái. Tạch tạch, tạch tạch. Sau một khắc, vô số lôi điện hạ xuống, khúc trưởng lão bị dìm ngập trong đó. Triệu nhã, yên tâm đi, vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa nắm giữ thực lực đỉnh phong nhất, cũng sẽ triệt để kích hoạt thể chất của ngươi thấy toàn bộ băng nguyên cung không có một người có thể bay lên, Trương Huyền cũng biết lực lượng lôi đỉnh tiêu hao không sai biệt lắm, cúi đầu nhìn nữ hài trong ngực, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp bay đi. Thời gian nháy mắt, liền biến mất ở trong đêm tối, không thấy tung tích. chương 2866, bẩm báo tổng bộ danh sư đường 1. Không biết qua bao lâu, bầu trời xuất hiện ngân bạch sắc, mặt trời chậm rãi từ đường chân trời bay lên, u nhược tâm mới chậm rãi tỉnh lại, Giấy đứng dậy, nhìn lấy phế tích đầy đất, không tự chủ được lắc lư một cái. Ban Nguyên cung thành lập vài vạn năm, trải qua mấy lần chiến tranh cực kỳ bi thảm, mỗi một lần, đệ tử đều thương vong hơn phân nửa, nhưng toàn bộ tông môn hoàn hảo, tất cả kiến trúc, cho dù phá hủy, cũng chỉ là một phần nhỏ, mà giờ khắc này triệt để biến thành phế tích, cho cặn đầy đất. Tất cả đệ tử, trưởng lão dù không có tử vong, nhưng đều bị trọng thương, xem ra không có 10 ngày nửa tháng, muốn khôi phục là tuyệt đối không thể một người triệu hồi ra lôi đình thế mà uy lực lớn như thế thân thể nàng băng lãnh vị trương huyền kia nói thật nàng căn bản không có để ở trong lòng vốn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật nhập hư cảnh tiện tay liền có thể bóp chết một mảng lớn nằm mơ cũng không ngờ tới nắm giữ lực lượng cường đại như thế chỉ là độ động hư kiếp băng nguyên cung liền biến thành như vậy nếu độ vũ không kiếp chẳng phải tổng bộ danh sư đường cũng không chịu nổi đại trưởng lão băng nguyên cung hủy. Nhị trưởng lão giấy ruộng bay tới, mặt mũi buồn bã. Đúng vậy, hủy. U nhược tâm gật đầu. Khống chế băng nguyên cung nhiều năm như vậy, vốn cho rằng thế lực lớn này, có thể ở trong tay nàng càng thêm huy hoàng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ sụp đổ như thế. Chỉ cần người không chết, liền có hy vọng. Từ hôm nay trở đi, Trương Huyền là địch nhân lớn nhất của băng nguyên cung chúng ta, chỉ cần phát hiện, giết chết không cần luận tội. U nhược tâm cắn chặt hàm răng, bạo giống. Vâng, tất cả trưởng lão đệ tử đồng thời gật đầu. Khúc trưởng lão, chuyện này, người tận mắt nhìn thấy, trương huyền này bắt đi thiếu cung chủ, hủy băng nguyên cung, tội ác tài trời, mong người có thể như thực chất báo lên tổng bộ danh sư đường, ban bố lệnh truy sát. Quay đầu nhìn về phía khúc trưởng lão vừa mới tỉnh táo lại, u nhược tâm cắn răng. Yên tâm, chuyện này ta sẽ như thực chất báo lên. Xoa xoa mi tâm, khúc trưởng lão nhẹ gật đầu. Trương huyền này, thân là danh sư, nhưng không tuân thủ quy củ, thực sự cả gan làm loạn. Loại người này nhất định phải nghiêm thật, nếu không người người dựa dẫm thực lực làm loạn, thiên hạ còn có quy củ sao? Bành! Không biết bay bao lâu, Trương huyền cũng không chịu nổi, từ không trung rơi trên mặt đất. Bị khúc trưởng lão dùng hết toàn lực công kích, tuy điện chủ lệnh ngăn lại một phần lực lược, nhưng khí tức thâm nhập vào thân thể, vẫn tàn phá bừa bãi, phá hủy sinh cơ trong cơ thể, để thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Nếu không phải bởi vì Triệu Nhã truyền vào lực lượng, đừng nói xung kích động hư cảnh, dẫn tới động hư kiếp, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Dù vậy, liên tục phi hành một đêm cũng không chịu nổi nữa. Lần này phi hành sở dĩ không cho Kỳ Lân thú làm thay, chủ yếu bởi vì khí tức hỏa diễm quá nặng, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rất dễ dàng bị phát hiện tung tích. Hắn không giống nắm giữ thiên đạo chân khí che giấu khí tức, lại thêm minh lý chi nhãn có thể thấy rõ thiếu hụt, phi hành rời đi, một chút dấu vết cũng không còn lại, dù danh sư cửu tinh muốn tìm được, chỉ sợ cũng làm không được. Giấy ruộng từ dưới đất đứng lên, phát hiện vị trí là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, không có nửa bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu nhã, lão sư nói qua, có thể cứu ngươi, liền nhất định có thể. Cúi đầu nhìn một cái, nữ hài trong ngực hai mắt nhắm nghiền, tuy còn hơi thở, lại hết sức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nếu không phải hắn một mực ôm, dùng thiên đạo chân khí không ngừng truyền vào duy trì, chỉ sợ sớm đã hết cách xoay chuyển. Thiếu hụt, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên đồng cỏ, ngón tay vuốt ve kinh mạch, trong đầu thở nhẹ. Ông, thư tịch xuất hiện, vội vàng nhìn qua. Thương thế quá nghiêm trọng, toàn bộ kinh mạch vỡ vụn. Trương Huyền lắc đầu, thương thế của triệu nhã, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Kinh mạch toàn thân ở dưới chân khí trùng kích, biến thành bột phấn, nhưng cũng bởi vì như vậy, Khốn Thiên tỏa biến mất. Nói cách khác, đêm qua nàng ở dưới tình thế cấp bách, chẳng những làm vỡ nát kinh mạch, Khốn Thiên tỏa cũng bị chấn vỡ, không còn uy hiếp. Kinh mạch tắc nghẽn, vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vết rách, thiên đạo chân khí có thể tu sửa, nhưng vỡ vụn không còn tồn tại. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Thiên đạo chân khí, đối với chữa trị kinh mạch có hiệu quả mà bất kỳ dược liệu nào cũng không sánh nổi, nhưng điều kiện tiên quyết là kinh mạch vẫn còn ở đó. Không bột đố gột nên hồ, luyện khí sư lợi hại hơn nữa, không có công cụ cùng khoáng thạch, cũng không có khả năng luyện chế ra vũ khí. Giờ phút này, tình huống của Triệu Nhã chính là như vậy. Kinh mạch tan nát, biến mất không còn tăm hơi, coi như năng lực chữa trị mạnh hơn thì có ích lợi gì? Không có kinh mạch, chân khí liền không cách nào đi vào địa phương muốn đi trong cơ thể. Chị liệu thương thế sẽ trở nên rất khó. Kinh mạch giống như mạch máu, xuyên qua toàn thân, bởi vậy huyết dịch mới có thể mang theo khí oxy, để tất cả tế bào sinh cơ bừng bừng. Hiện tại kinh mạch vỡ vụn, như sau khi động đất, con đường vỡ vụn, thiên đạo chân khí không cách nào đi vào, trị liệu cũng sẽ chậm hơn không ít. Sử dụng châm bạc đi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra châm bạc, trên mỗi một cây đều ẩn chứa một đạo chân khí, ngón tay búng một cái, Cong 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 con, mấy trăm cây châm bạc ghim xuống, rơi vào huyệt đạo toàn thân nữ hài. Khủ khủ, Trương Huyền lắc lư hai lần, không thể kiên trì được nữa, lần nữa ngồi ngay đó. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, bản thân liền không có nhiều lực lượng, lại đi cứu người, gần như sắp tiêu hao sạch. Lấy ra một viên đan dược ăn vào, cảm giác thể lực khôi phục một chút, lần nữa nhìn về phía nữ hài. Châm bạc mang theo mấy trăm đạo chân khí đi vào trong cơ thể để sắc mặt của nàng hơi khá hơn một chút có điều thương thế thực sự quá nặng khoảng cách tỉnh lại còn không biết bao xa muốn nàng triệt để khôi phục chỉ có một phương pháp chính là tái tạo kinh mạch trương huyền nhíu mày tuy y thuật của hắn thông huyền nhưng loại tình huống trước mắt này bất kỳ sách thuốc nào cũng không có đề cập tới có thể nói không có biện pháp nào tái tạo kinh mạch đừng nói không biết ngay cả nghe cũng không có nghe qua chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có khả năng đã không có, vậy ta có thể làm cái thứ nhất." Mắt Trương Huyền sáng lên. Trước kia không ai làm qua lại như thế nào, không có nghĩa là hắn làm không được. Chỉ bất quá, tái tạo kinh mạch, cần đồ vật gì mới có thể thay kinh mạch, để chân khí không trở ngại, còn có thể dự trữ lực lượng. Kinh mạch như thông đạo để chân khí đi qua, muốn tái tạo, nhất định phải dùng đồ vật gì thay thế. Nhưng trên thế giới này lại có loại đồ vật gì có thể thay thế kinh mạch, cho phép chân khí thông qua? lại có thể không thương tổn bản thân. Xem ra cần phải đi luyện khí sư công hội tìm kiếm thư tịch, hoặc là y sư công hội. Trầm tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra thứ gì, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Thực sự không thể giúp nàng luyện chế ra một kinh mạch mới, chỉ là trình độ luyện khí của hắn quá kém, luyện chế viên gạch còn có thể hòa tan vào thân thể, lại không khác kinh mạch, còn có thể để chân khí không trở ngại chút nào thì không có khả năng làm được. Hơn nữa kinh mạch đến cùng có thể dùng binh khí thay thế hay không cũng không xác định, còn cần tìm kiếm thư tịch kiểm tra mới có thể ra kết luận. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng buông lỏng không ít, tiếp tục hành châm, liên tục truyền vào hơn vạn đạo chân khí, lúc này thương thế mới triệt để củng cố. Không thể không nói, triệu nhã tổn thương thực sự quá nghiêm trọng, hơn nữa từ trong ra ngoài, đổi lại y sư khác, dù cứu tinh đỉnh phong, cũng không có cách nào trị liệu, chỉ có thể bó tay toàn tập, cũng chỉ có thiên đạo chân khí của hắn, mới có thể mượn nhờ châm bạc thấu thể đi vào, để vị trí bị hao tổn phục hồi từ từ. Làm xong những thứ này, đã tiếp cận một ngày, chọn một ngày, tùy tiện ở trong núi tìm chút quả dại nhét đầy bao tử, trừ hành châm, là làm dịu thương thế, khôi phục tu vi của mình. Trải qua một phen cố gắng, sốt cục bài xuất chân khí của khúc trưởng lão lưu lại trong cơ thể, thương thế tiêu hết, cũng triệt để thích ứng lực lượng động hư cảnh bát trọng sơ kỳ chương 2867, bẩm báo tổng bộ danh sư đường 2. Một lần hành châm cuối cùng, chỉ cần thành công, hẳn là nàng có thể tỉnh lại. Ngày mới lại lên, Trương Huyền cẩn thận điều chỉnh trạng thái, lần nữa lấy ra châm bạc, nhìn nữ hài nằm cách đó không xa, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái. Dầm! Hàng trăm cây châm bạc lập tức lơ lửng ở trước mặt, song trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng phủ động, tựa như đánh đàn. Kinh mạch trong cơ thể triệu nhã vỡ vụn, Chân khí không cách nào chạy toàn thân, chỉ có thể dựa vào châm bạc đưa chân khí đến vị trí bị thương, trải qua một ngày cố gắng, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hành châm xong, liền có thể kích thích thần kinh để nàng lần nữa tỉnh táo. Đi. Châm bạc mang theo lực lượng đặc thù đâm xuống, thấy châm đi vào trong cơ thể, Trương Huyền không có chút thả lỏng nào, bàn tay vỗ một cái. Ba ba ba. Trong không khí phát ra tiếng nổ liên tục, mang theo nhịp điệu đặc thù giống như ma âm, vang lên ở bên tai, nữ hài nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, nghe được thanh âm này, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, ngay sau đó lông mi uốn lượn, nhếch lên, con mắt chậm rãi mở ra. Lão sư, triệu nhã giấy rụa đứng dậy, tràn đầy khó tin. Ta không có chết, kinh mạch vỡ vụn, lực lượng tàn phá bừa bãi ở trong người, vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy lão sư. Yên tâm đi, có lão sư ở đây, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Trương Huyền mỉm cười. Nói thật, lúc trước Ngụy Như Yên so với nàng hiện tại còn nghiêm trọng hơn, không phải cũng được cứu về sao. Thư viện tìm kiếm thiếu hụt, thiên đạo chân khí trị liệu, chỉ cần không có bị mất mạng tại chỗ, cứu trở về không phải đại sự gì. Ừm, triệu nhã thở phào nhẹ nhóm, đi về phía trước, thân thể lắc lư một cái, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Trương Huyền đưa tay đỡ lấy, mặt mũi áy náy. Thân thể của ngươi mặc dù tốt, nhưng kinh mạch trong cơ thể không còn sót lại chút gì, tu luyện chân khí cũng không còn tồn tại, chẳng qua không cần lo lắng, lão sư sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, để ngươi mau chóng khôi phục lực lượng. Đa tạ lão sư, triệu nhã mỉm cười, không chết, còn có thể tiếp tục nhìn thấy lão sư, này đã rất vui vẻ. Tu vi có thể khôi phục hay không, cũng không trọng yếu. Lấy nước suối cùng quả dại cho triệu nhã dùng, lúc này nữ hài mới khôi phục chút thể lực, nghi ngờ nhìn bốn phía. Lão sư, nơi này là chỗ nào? Chúng ta không phải ở băng nguyên cung sao? Sao lại đến nơi này? Lúc ấy đại trưởng lão cùng khúc trưởng lão nhìn chầm chầm, lão sư lẻ loi một mình, lại mang nàng, làm sao trốn ra được? Đây là nơi nào, ta cũng không rõ lắm, còn làm sao đến nơi này, sau này ta sẽ nói rõ chi tiết. Trương Huyền lắc đầu, bàn tay chảo một cái, dùng chân khí bao bọc nữ hài, thẳng tắp bay về phương xa. Thời gian không dài đi tới một thành trấn mặc dù triệu nhã không còn tu vi, nhưng thân thể khôi phục, giống như người bình thường, đi lại không có gì khó khăn, lại thêm chân khí của trương huyền trợ giúp, tốc độ cũng không chậm. Nơi này là Long Uyên Thành. Hỏi thăm một hồi, đạt được tin tức chính xác. Long Uyên Thành, trước kia ta nhìn qua bản đồ chung quanh đây. Triệu nhã tiếp lời. Cách băng nguyên cùng chừng hơn 3 vạn dặm, cách liên minh đế quốc chỉ có vài ngàn dặm đường, ngược lại rất gần. Cách liên minh đế quốc không xa. Trương Huyền sửng sốt. Đêm hôm đó, hoàng hốt chạy bừa, dùng hết toàn lực phi hành, chuyển bảy tám lần phương hướng, hướng phương cụ thể chính mình cũng không biết. Không nghĩ tới tu vi đạt đến động hư cảnh, tốc độ tăng lên không ít, dối rắm như vậy, một đêm công phu, lại phi hành hơn ba vạn dặm. Đúng vậy. Triệu nhã gật đầu. Nếu liên minh đế quốc ở phụ cận, vậy chúng ta đi qua đi dừng lại một chút trương huyền nói kinh mạch của đệ tử nhất định phải nhanh trị liệu loại tiểu thành thị này khẳng định không có điều kiện thích hợp liên minh đế quốc làm chỗ trung tâm nhất của đế quốc phạm vi rộng cao thủ nhiều so với thánh tử điện cũng không hề yếu ở đây có lẽ có thể tìm được vật tư thích hợp thậm chí sách thuốc giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể nàng triệu nhã gật đầu lão sư đi đâu nàng liền đi nơi đó không muốn chia lại lần nữa chẳng qua trước khi đi chúng ta cần thay đổi dung mạo một chút biết đoạn thời gian này gây họa không nhỏ loại khuôn mặt này gặp người nhất định dẫn tới không ít phiền phức trương huyền nói triệu nhã cũng không cự tuyệt trương huyền sửa đổi dung mạo rất đơn giản cơ bắp luyện đến loại cấp bậc kia tùy tiện có thể ngụy trang triệu nhã không có tu vi khá phiền toái chẳng qua dùng đồ vật đặc thù che giấu cũng có thể chặn lại dung mạo tuyệt thế để cho người ta nhìn một cái rất khó nhận ra bọn họ chạy về liên minh đế quốc, bên thánh tử điện trận Pháp lay động, vài bóng người bất ngờ xuất hiện. Chính là Dương Huyền, vợ chồng hưng mộng kiếm thánh cùng đại trưởng Lão Trương Vô Ngân từ Trương gia đi vòng qua tổng bộ danh sư đường, lại từ tổng bộ tới chỗ này. Tại đây đến cùng làm sao vậy? Sao lại dối bời? Đi ra trận Pháp, Dương Sư nhíu mày. Thánh tử điện, đại lục đệ nhất học phủ, cùng chiến sư đường đặt song song là hai đại tổ chức dưới tổng bộ danh sư đường. Sao cung điện đổ một mảng lớn, còn có không ít địa phương bốc khói lên, như dị linh tộc mới tới qua. Chiêm Thiên thừa gặp qua Dương sư. Chiêm sư tiến về phía trước một bước, khuôn mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chuyện này, thương thế trên người hắn đã hóa giải không ít, nhưng nghĩ đến bị một học sinh tu vi nhập hư cảnh làm chật vật như vậy, liền không nhịn được phun máu. Mấu chốt nhất là, người này còn là học sinh của Dương sư. Chiêm sư, ta bảo ngươi nhất thiết phải lưu lại Trương Huyền kia không biết hắn ở đâu trương vô ngân vội vàng nhìn qua hắn trốn rồi nghe được người này hỏi da mặt của chiêm sư nhảy một cái trong mắt hiện lên tức giận trốn trương vô ngân sững sờ ở thánh tử điện sao có thể để hắn chạy trốn hắn bố trí ra truyền tống trận trực tiếp rời đi ta căn bản đuổi không kịp thánh tử điện xuất hiện loại tình huống này là nhờ hắn ban tặng chiêm sư cắn răng bố trí truyền tống trận Chuyện gì xảy ra? Dương sư nhịn không được hỏi. Dương sư, Trương Huyền là học sinh của ngươi, ta không tiện nói nhiều, nhưng gây ra tai họa như thế lớn, không coi quy củ danh sư ra gì, ta đã đem sự tình từ đầu chí cuối báo lên tổng bộ, chờ đợi bọn họ phán quyết, mong được tha thứ. Chiêm Sư ôm quyền. Ngươi hiểu lầm, hắn không phải học sinh của ta. Dương Huyền lắc đầu. Chương 2868: Dương sư gặp Tôn Cường một không phải học sinh của ngươi. Chiêm sư sừng sốt, mấy vị trưởng lão ở bốn phía đều ngẩn ngơ. Vị trương huyền này là học sinh của dương sư, huyền náo xôn xao, người người biết rõ, làm sao bản tôn tới, ngược lại không thừa nhận. Cái tên này, ta cũng mới vừa nghe được một ngày, học sinh của ta chỉ có một, là phùng tử giật, chưa hề thu qua người khác. Dương huyền lắc đầu, xem ra trương huyền này, ngụy trang thiên y vô phùng, ngay cả danh sư lợi hại như chiêm sư cũng không nhìn ra cái này khiến hắn đối với tên kia càng thêm tò mò. Một gia hỏa vừa mới đột phá nhập hư cảnh, đến cùng có loại năng lực gì, huyên náo trương gia, thánh tử điện bất an, mấu chốt nhất là, nói là đệ tử của hắn, mỗi người đều không nghi ngờ. Không phải, vậy thì quá tốt, cái tên này đại náo thánh tử điện, làm tổn thương ta cùng các trưởng lão, hiện tại giả mạo học sinh của Dương Sư, bốn phía giả danh lừa bịp, tội ác tài trời, nhất định phải nghiêm trị. Thấy thái độ của Dương Sư nghiêm túc, không giống nói đùa, chiêm sư giờ mới hiểu được, hét lớn lên tiếng. Trước đó bởi vì xoắn suýt thân phận của đối phương, không biết xử lý như thế nào, đã biết không phải học sinh của Dương Sư, liền không cố kỵ nữa. Nghiêm trị, Dương Sư đồng tình nhìn qua. Người còn không biết thân phận của hắn. Thân phận, thân phận gì? Chiêm Sư hất ống tay áo. Hừ, bất kể hắn có thân phận gì, chỉ cần không phải học sinh của ngươi, đại náo thánh tử điện, ta liền có tư cách xử lý. Vui vẻ là được rồi, hy vọng đến lúc đó, đừng nghịch ra trò cười. Dương sư lắc đầu, không nói thêm lời. Bộ dáng của lệnh bài, hắn cũng là nghe đại trưởng lão nói, cụ thể có phải điện chủ lệnh của thánh tử điện hay không, còn không dám xác nhận, cho nên tạm thời không nói cho thỏa đáng. Dương sư có ý gì? Thấy vị danh sư đỉnh phong kia muốn nói lại thôi, chiêm sư nghi ngờ nhìn qua. Không có gì, không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nữa dương sư nhìn bốn phía nói người mới vừa nói vị trương huyền này bố trí truyền tống trận rời đi đến cùng xảy ra chuyện gì là như thế này khuôn mặt chiêm sư xấu hổ cuối cùng vẫn nói sự tình ra ngươi nói hắn mượn dùng trận kỳ của ngươi mượn nhờ lực lượng của thánh tử đại trận công kích trong mấy tức bố trí thành truyền tống trận trực tiếp rời đi đám người dương sư đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau Từng cái giống như nghe thiên thư. Tu Vi đã tới cảnh giới như bọn họ, lĩnh ngộ không gian đã đạt đến trình độ cực cao, biết độ khó bố trí truyền tống trận. Trong thời gian ngắn bố trí không gian là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là, một khi tính sai, rất dễ dàng rơi vào không gian loạn lưu, bị quấy thành bụi phấn, không còn cách nào quay về. Bị vô số trưởng lão công kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thịt nát, tên này không những không có việc gì, còn mượn lực lượng, bố trí thành truyền tống trận thuận lợi chạy trốn, trọng yếu nhất là, còn có thời gian rảnh rỗi, ở trong trận pháp lưu lại một trận pháp tự bảo. Còn là người sao? Hưng mộng kiếm thánh nhìn qua Dương Sư, biết ý tứ của hai người, Dương Huyền lắc đầu. Ta cũng làm không được. Tuy thực lực của hắn thông huyền, có thể xưng đương đại đệ nhất, nhưng bày trận nhanh như thế, thậm chí đối mặt tình thế nguy hiểm mà không xuất hiện sai lầm, xem như hắn cũng không làm được. Hắn truyền tống rời đi, người có biết đi nơi nào không? mộng kiếm thánh vội vàng nhìn qua. Trương huyền này càng ưu tú, nàng lại càng thấy, khẳng định là vị kia, kìm nén không được trong lòng nóng này. Truyền tống trận bị hủy, bất kỳ dấu vết gì cũng không có lưu lại, ta cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Chiêm sư lắc đầu, mang ta đi nhìn địa phương truyền tống trận bùng nổ một chút. Dương sư nói, chương 2869, Dương sư gặp tôn cường 2. Chư vị, mời. Chiêm sư dẫn đường rất nhanh tới trước mặt một cái hố to truyền tống trận nổ tung trên mặt đất lưu lại dấu vết rất lớn Dương sư lơ lửng ở trên không cẩn thận quan sát một hồi lâu nhịn không được lắc đầu ta chỉ có thể căn cứ lực lượng của truyền tống trận này suy đoán ra truyền tống đến hơn trăm vạn cây số cụ thể đến phương hướng nào nơi nào cũng nhìn không ra tới trăm vạn cây số chẳng lẽ tên này trở lại Trương gia đại trưởng lão rít lên một tiếng dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Tuy thực lực của gia hỏa này không mạnh, nhưng thủ đoạn thực sự quá nhiều, quá quỷ dị, bọn họ đều tới nơi này, ngộ nhớ tên kia vì báo thù, lại chạy đến Trương gia đại náo, ai có thể chống lại? Đã rời đi, về Trương gia khả năng không lớn." Dương sư nói. "Đã đi, sao có khả năng chạy về Thánh tử điện một chuyến, lần nữa trở về?" Lại nói, Trương gia đã thành bộ dáng như thế, còn có cái gì có thể phá sao? Vị Trương Huyền này có người thân hoặc người quen thuộc không? Hắn thật muốn rời đi, nhất định có dấu hiệu a. Mộng Kiếm Thánh nhìn lại. Người thân ngược lại không có. Đúng, hắn có hạ nhân, trước bắt tên này lại. Ánh mắt chiêm sư sáng lên, vội vàng dặn dò. Trước đó cho rằng Tôn quản gia kia là người của Dương sư, coi như Trương Huyền huyên náo rất lớn, cũng không dám bắt, hiện tại Dương sư phủ nhận, lại không có gì có thể khách khí. Vâng đám người cát trưởng lão không chút do so dự bay về nơi xa nếu là hạ nhân của hắn có thể mang cho chúng ta nhìn một chút hay không ta muốn hỏi thăm một số việc mộng kiếm thánh nói nàng muốn xác nhận vị trương huyền này đến cùng có phải con trai của nàng hay không hạ nhân ở chung lâu nhất hẳn là có thể biết một chút đầu mối thời gian không dài chỉ thấy đám người cát trưởng lão mang theo một tên mập bay tới người béo bị giam cầm lực lược, lược, trên mặt dữ tợn tức giận đến không ngừng run rẩy, nhìn thấy chiêm sư, hét lớn một tiếng. Tiểu chiêm, người đây là ý gì? Láo sược, trước đó đối phương là quản gia của dương sư, xưng hô hắn tiểu chiêm không có gì, giờ phút này chỉ là ngụy trang, thế mà còn dám nói như vậy, chiêm sư liền lên cơn giận dữ. Không sai, người thật đúng là đủ láo sược, gan chó thật lớn. Nhanh cởi trói cho ta, bản quản gia không so đo cử động của ngươi, nếu không, có tin ta báo cho lão gia, băm người thành tám mảnh hay không? Tôn cường lửa giận bùng cháy. Tên này đầu óc bị chạm mạch sao? Ngay cả ta cũng dám động thủ, quả thực tội không thể tha. Báo cho lão ra, ha ha. Thấy tên này đến bây giờ còn giả vờ giả vịt, diễu võ dương oai, chiêm sư nhịn không được cười lạnh. Vậy ngươi nói một chút, lão gia của ngươi là người phương nào? Lão gia nhà ta là Dương Sư Dương Huyền, thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, một trong mấy người mạnh nhất đương đại. Thế nào, sợ chưa? Sợ liền lập tức xin lỗi cho ta. Tôn Cường hừ lạnh. Sợ hãi, thứ không biết chết sống. Nghe hắn nói, chiêm sư lần nữa lắc đầu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dương sư ngay ở trước mặt, tên này còn dám giả mạo, lá gan thật sự là đủ lớn. Người nói ngươi là quản gia của dương sư, người có biết dương sư đến cùng có bộ dáng như thế không? Nghe hai người đối thoại, Dương Huyền cũng nhịn không được nữa nhìn lại. Loại bộ dáng nào, lão ra nhà chúng ta, thân ở đỉnh phong đương đại, dung mạo là cơ mật lớn nhất, các ngươi muốn biết. Tôn Cường lạnh lùng nhìn lại, cười nhạo một tiếng, lộ ra khinh thường nồng đậm. Xứng sao? chương 2870, Tôn Cường sụp đổ một. Tuy không phải danh sư, nhưng cùng Trương Huyền tiếp xúc lâu, mưa rầm thấm đất, biết rất nhiều quy củ của danh sư. Lão gia Dương Huyền, ở toàn bộ đại lục cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, dung mạo, thực lực, võ kỹ tu luyện của loại người này, đều là cơ mật trong cơ mật, không thể tiết lộ, bởi vì một khi bị dị linh tộc biết, tất nhiên sẽ làm ra tính nhắm vào, khó lòng phòng bị. Ông lão này không biết từ nơi nào xuất hiện, thế mà cũng dám hỏi, thật đúng là châu không biết sừng uốn lượn, ngựa không biết mặt dài. Xứng sao? Dương huyền nhịn không được cười lên. Nếu như chính hắn cũng không xứng biết dung mạo của mình, thì thật là buồn cười cười cái gì, biết ta là quản gia của Dương Sư, còn không lập tức thả ra. Nếu không, lão gia trách hỏi, các người chịu không nổi. Tôn Cường tiếp tục nói. Trách hỏi, chỉ sợ không thể nào. Dương Sư lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua. Nói thật cho người biết đi, lão phu Dương Huyền. Dương Huyền, dám ở trước mặt ta giả bộ lão gia, gan chó của người thật lớn. Tôn Cường sướng sờ. Ngay sau đó biết ý tứ của đối phương, suýt chút nữa nổ tung. Hắn cùng lão ra ở chung lâu như vậy, đối với bộ dáng, cử chỉ biết rõ rõ ràng ràng, ông lão này từ nơi nào xuất hiện, dám nói là lão ra nhà mình. Hô! Thanh âm gào thét vừa mới kết thúc, chỉ thấy một lệnh bài lơ lửng ở trước mặt. Đây là lệnh bài danh sư đại biểu thân phận ta, người nhìn một chút. Vẻ mặt dương sư thản nhiên. Đối phương một mực nói là quản gia của hắn, hơn nữa kiên định không thay đổi, hắn cũng không tức giận, bởi vì có thể thấy được đối phương cũng không có ý tứ nói dối nói cách khác vô cùng có khả năng tên này cũng bị lừa bịp đã như vậy có khi nào có người giả mạo bản thân thu trương huyền làm đồ đệ hay không trên thực tế hai người này đều bị che đậy hắn muốn làm rõ chân tướng không để ý tới vẻ mặt của hắn tôn cường nhìn về phía lệnh bài chỉ thấy phía trên điêu khắc hai chữ lớn dương huyền rõ ràng trói mắt đâm vào linh hồn tại hạ dương huyền Thái thượng trưởng lão của danh sư đường, lão gia của ngươi, là giả mạo dùng tên ta. Cái này, Tôn Cường câm lặng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Vừa rồi sở dĩ lực lượng đủ, là bởi vì nơi này là thánh tử điện, tất cả mọi người là danh sư, tuân thủ quy củ, hắn lại không phạm sai lầm, coi như thiếu gia đại náo, cũng không có khả năng liên lụy đến trên người hắn. Lại thêm thân phận quản gia của Dương sư, ở lại chỗ này, ngược lại là an toàn nhất nằm mơ cũng không có nghĩ đến, người trước mắt là Dương sư chân chính, hắn đã ở đây. Vậy trước kia gặp phải đến cùng là ai? Thân thể đã băng lãnh, cảm thấy cũng bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh. Từ Thiên Huyền vương quốc được lão gia tuyển chọn, từng bước một đi tới, lão gia thần uy, sớm đã lạc ấn ở trong óc, vùng đi không được, sớm đã từ đáy lòng cảm thấy vị danh sư vô địch này hẳn là Dương Huyền. Ngày hôm nay đột nhiên lại toát ra một cái, nói vị lão gia kia là giả thế giới quan lập tức sụp đổ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. khuôn mặt tôn cường trắng bệch, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. không có gì không thể nào, dương sư địa vị kính trọng, coi như thu quản gia cũng là cường giả đỉnh phong như hồ nhất vi, một tiểu nhân vật như ngươi có tư cách gì? cát trưởng lão cười lạnh, nhưng tôn cường kinh hồn bạt phía. thấy bộ dáng này của hắn, mộng kiếm thánh biết bị đả kích phá hủy lại kìm nén không được, vội vàng hỏi. Thiếu gia nhà các ngươi, Trương Huyền, năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi, ngươi có biết sinh nhật ngày nào hay không? Không thể nào, lão gia lợi hại như vậy, sao lại là giả? Tôn Cường không ngừng lắc đầu, dường như không nghe thấy đối phương nói. Trương 2871, Tôn Cường sụp đổ 2. Được rồi, không cần hỏi, hắn một mực tin tưởng vững chắc bản thân là quản gia của Dương Sư, thế giới quan đột nhiên sụp đổ, có chút không chịu nổi. Hiện tại hỏi hắn, tương đương với hỏi không, nói không rõ ràng. Thấy mộng kiếm thánh còn muốn hỏi thăm, dương sư than thở. Loại chuyện này thời điểm hắn ly khai đại lục, nhìn thấy qua không ít, có vài người vẫn cho rằng bản thân là danh sư, thôi miên bản thân, thời gian lâu dài, sẽ tự động đưa vào nhân vật danh sư, để cho người ta khó phân thật giả, vị trước mắt này rất hiển nhiên chính là như vậy. Vị lão gia kia của hắn, vừa bắt đầu đã nói bản thân là Dương Huyền, hắn tự nhiên một mực cho rằng như vậy, dần già liền khó nhảy ra, đột nhiên tiếp nhận chân tướng, ngược lại có chút không chịu nổi. Nhưng, mộng kiếm thánh tràn đầy lo lắng. Không cần phải gấp, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng muốn xác nhận vị trương huyền này, có phải là hắn hay không, còn cần tự mình gặp mặt mới được, nghe được tin tức nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dương Sư nói, nói tin tức nhiều hơn nữa, cũng không thể chân chính xác nhận. Đã như vậy, còn không bằng tìm đối phương, nhìn mặt lại nói. Nhưng hắn đến cùng đi nơi nào? Mộng Kiếm Thánh nói, ta cũng không biết, có điều, chỉ cần tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Dương sư nói, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng đột nhiên xuất hiện hoặc hư không tiêu thất, vị Trương Huyền này chuyên môn tìm trận kỳ, truyền tống rời đi, nhất định có địa phương muốn đi chỉ cần truy xét kỹ càng, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Ừm, Dương Sư cảm xúc một tiếng, đang muốn hỏi thăm Chiêm Sư một chút chi tiết, đột nhiên nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngọc bài đưa tin của hắn, cùng những người khác không quá tương đồng, giống như thủy tinh, toàn thân trong suốt, trận pháp trong đó mơ hồ, dường như nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Ngọc bài đưa tin của tổng bộ danh sư đường, bất kỳ địa phương nào trên đại lục cũng có thể tùy tiện đưa tin. Chỉ là phí tổn quá cao, có thể nắm giữ cái này đều là danh sư đỉnh phong nhất. Làm sao vậy? Thấy vẻ mặt hắn biến hóa, đại trưởng lão nhìn lại. Có tin tức vị Trương Huyền kia. Nhìn xong nội dung trên ngọc bài, Dương sư thở ra một hơi, cổ tay khẽ đảo, thu về nhẫn. Hắn ở đâu? Mộng Kiếm Thánh vội vàng nhìn tới. Tổng bộ danh sư đường mới vừa nhận được tin tức nói hắn giả mạo tên của ta, đại náo băng nguyên cung, bắt đi thiếu cung chủ của các nàng. Dương Sư nói, giả mạo Dương Sư, bắt thiếu cung chủ. Mọi người đều ngẩn ngơ. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết trên thế giới này có danh sư đường, có thể trấn áp bát phương? Không chút kiêng kỵ làm loạn như vậy, đi đến nơi nào phá hư nơi đó, có phải chán sống rồi hay không? Đúng vậy, xem ra truyền thống trận là hắn dùng truyền thống đến băng nguyên cung ta muốn đi qua nhìn một chút các ngươi ai đi ta sợ tổng bộ danh sư đường đi qua trước đến lúc đó người chỉ sợ cũng không thấy được dương sư nhíu mày hiện tại hắn càng thêm tò mò tên này lại chạy đến băng nguyên cung giả mạo hắn đến cùng xảy ra chuyện gì dương sư người có thể dàn xếp một chút hay không để tổng bộ danh sư đường trước không vội động thủ hắn có khả năng chỉ là trẻ tuổi Nhất thời hồ đồ, nghe được tổng bộ danh sư đường có thể sẽ động thủ, mộng kiếm thánh tràn đầy lo lắng. Tổng bộ danh sư đường, thiên hạ đệ nhất, một khi động thủ, thần tiên khó cứu. Điểm ấy ta hết cách rồi, trừ khi trương ra các ngươi, thánh tử điện tính cả băng nguyên cung tất cả đều bỏ qua chuyện cũ, nếu không, danh sư đường nhất định phải chủ trì đại cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại tin tức cũng đã hội tụ đến tổng bộ danh sư đường, đến cùng quyết định như thế nào? là sự tình của đại diện hội trưởng, ta nhàn vân giã hạc, không quản được. Dương Sư lắc đầu, chương 2872, Liên minh đế quốc 1. Nhưng, mộng kiếm thánh lo lắng. Nếu như vị trương huyền kia thật sự là con của họ, lần này xông ra đại họa như thế, chẳng phải giữ không được. Đừng có gấp, chúng ta tìm được vị trương huyền này trước lại nói. Chỉ cần tìm tới trước khi tổng bộ danh sư đường chạy tới, bằng vào sức ảnh hưởng của hai vợ chồng chúng ta, hẳn là còn có thể cứu vãn được. Hưng kiếm thánh đỡ lấy bả vai của vợ, nói. Ừm, mộng kiếm thánh gật đầu, lần nữa khi khái hào hùng phấn chấn. Không sai, nếu như hắn thật sự là nhi tử của ta, coi như tổng bộ danh sư đường, muốn động cũng phải trước đi qua thi thể của ta. Không sai, hưng kiếm thánh cười cười, khóe miệng nâng lên. Hai vợ chồng ta rất lâu không có liên thủ, cũng nên động một chút, để người trong thiên hạ lần nữa biết, con của ta, ai cũng không thể động. Nhìn thấy hai vợ chồng tràn đầy ý chí, khóe miệng của đại trưởng lão cùng chiêm sư đồng thời co lại. Phá hư điên cuồng, thật sẽ di truyền sao? Tổng bộ danh sư đường, có truyền tống trận đi băng nguyên cung, chúng ta đi thôi. Không để ý tới ý nghĩ của hai người, dương sư khoát tay áo, vừa định rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía chiêm sư. Vị tôn quản gia này, Trước không vội xử lý, ta cần trước biết tình huống cụ thể lại nói. Cái tên này cũng là người bị hại, không bằng trước lưu lại, có lẽ có tác dụng càng lớn. Vâng." Chiêm sư gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Dương sư không nói thêm lời, cùng đám người trở lại truyền tống trận, ánh sáng chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đây là Liên Minh Đế Quốc. Nhìn thành thị nguy nga trước mắt, kiến trúc hùng vĩ, Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Ở trong núi rừng bên ngoài Long Uyên Thành, tùy tiện thuần phục một con thánh thú phi hành, thời gian không dài liền đi tới nơi đây. Lúc này hai người đều thay đổi dung mạo, một đường thẩm tra, cũng không phát hiện cái gì, thuận lợi tiến vào bên trong. Lão sư, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Triệu nhã nhìn qua, được thiên đạo chân khí tẩm bổ, thương thế khôi phục, khí sắc của nàng, so với trước đó tốt hơn nhiều, cũng không có suy yếu như vậy, chỉ là trong cơ thể không có lực lượng, tu vi trước đó biến mất không còn tâm tích. Trước đi luyện khí sư công hội nhìn một chút, Trương Huyền nói, giúp đối phương luyện chế lại kinh mạch, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai địa phương mới có thể làm được, thứ nhất, luyện khí sư công hội, thứ hai, y sư công hội. Trước đi cái trước nhìn một chút, hỏi thăm xem có đồ vật dùng để luyện chế kinh mạch hay không, nếu như có, liền dễ làm. Bây giờ không có, cũng chỉ có thể đi y sư công hội tìm kết quả hai người đi về phía luyện khí sư công hội thời gian không dài nhìn thấy dòng người cuồn cuộn không ngừng hội tụ về một phương hướng đang kỳ lạ liền nghe một thanh âm to rõ vang vọng bốn phía tất cả mọi người của liên minh đế quốc đến quảng trường trước phủ minh chủ tập hợp dầm dầm thanh âm kết thúc liền thấy vô số binh sĩ mặc khôi giáp tay cầm binh khí bao vây bốn phía khống chế dòng ngừa đi lại chuyện gì xảy ra không biết hẳn là minh chủ có chuyện gì muốn tuyên bố hẳn không phải là minh chủ, dù minh chủ của liên minh đế quốc khống chế toàn bộ liên minh, nhưng còn không có tư cách, làm cho người cả thành đồng thời hội tụ, chỉ sợ là danh sư đường có chuyện muốn tuyên bố. Này cũng có khả năng, qua xem một chút đi. Bốn phía nghị luận ẩm ý. chương 2873, Liên minh đế quốc 2. Lão sư, triệu nhã nhìn qua. Đừng quá quái dị, chúng ta cũng đi qua đi. Trương Huyền gật đầu. Người người đều đi, giờ phút này bọn họ muốn xoay người rời đi, rất dễ dàng bị kiểm tra, còn không bằng đi qua nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ừm, triệu nhã cũng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, theo sát ở phía sau, đi thẳng về phía trước. Liên minh đế quốc có rất nhiều cao thủ, nghe được mệnh lệnh đồng thời tiến lên, chân khí sao động, thần niệm cuồn cuộn, số mệnh nhân tộc phóng lên trời, uy lực vô tận. Có danh sư đường chấn thủ bát phương, quả thực để nhân tộc mỗi ngày tăng cường, đều có biến hóa. Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Tuy rất nhiều đại thế lực có chút sợ hãi danh sư đường, nhưng không thể không nói, vị trí có danh sư đường, nhân tộc sẽ càng ngày càng mạnh, cho dù có dị linh tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên Minh Đế Quốc, dù dùng Liên Minh phủ làm đơn vị hành chính, nhưng kỳ thật ai cũng biết, cuối cùng giữ lời nói, vẫn như cũ là danh sư đường. Danh sư hiệu lệnh, ngàn vạn tùy tùng, xem như vương mệnh cũng có thể kháng cự. Sư, chỉ bảo vạn vật chỉ điểm bát phương, truyền thừa đời đời, chân chính đại công vô tư, nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho hậu nhân trò giỏi hơn thầy, càng ngày càng mạnh. Trời không sinh khổng sư, vạn cổ như đêm dài. Đột nhiên nhớ tới một vị tiên hiền trước kia lưu lại lời bình luận. Danh sư quy định, cùng quy tắc, đều là khổng sư lưu lại, nếu không phải lúc trước hắn thiết lập, hiện tại nhân tộc đến cùng tình huống như thế nào, thật không có người biết được. Vô cùng có khả năng vẫn trầm luân ở trong dị linh tộc thống trị, mịt mù tăm tối. Sức một người, thay đổi một thế giới, tuyệt đối là thánh nhân chân chính. Vốn suy nghĩ, trở thành danh sư Cửu Tinh, liền có thể giải trừ tiên thiên thai độc trong cơ thể, hiện tại. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Căn cứ trước đó lấy được tin tức, tiên thiên thai độc trong cơ thể hắn, trở thành danh sư Cửu Tinh có thể loại bỏ, mà bây giờ, thân phận danh sư bị bỏ qua. Còn có thể sống vượt qua 30 tuổi hay không cũng rất khó nói. Nhưng hắn không hối hận. Thân là lão sư, nếu như ngay cả học sinh của mình cũng không bảo vệ được, coi như danh sư đạt tới cửu tinh lại như thế nào? Lão sư. Trong lòng đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng la, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nhã mang theo lo lắng nhìn qua. Không có gì. Trương Huyền cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đã theo dòng người tới trước quảng trường Minh Chủ phủ. Quảng trường không lớn, nhưng lúc này được cao thủ ở bốn phía bố trí ra trận pháp không gian đặc thù, thế mà dung nạp được người một thành, thậm chí thoạt nhìn còn không chen chúc. Cùng loại với không gian gấp, nhưng mà khá là đơn sơ. Nhìn bốn phía, biết là một loại vận dụng của trận pháp không gian, nhưng so với không gian gấp thì dễ dàng hơn không ít, hẳn là một vị trận pháp sư cửu tinh lưu lại. Chư vị mới vừa đứng vững không bao lâu, một thanh âm vang lên, truyền đến trong tai mỗi người hội tụ mọi người lại đây là bởi vì tổng bộ danh sư đường có chuyện muốn tuyên bố. Phía dưới cho mời danh sư từ tổng bộ tới. Mọi người nhìn lại ở giữa sân, ngay sau đó nhìn thấy một lão giả mặc danh sư phục lơ lửng giữa không chung, hai hàng lông mày nâng lên, tản mát ra khí thức cường đại. Là nửa bước danh sư cửu tinh, dù không có đạt tới cửu tinh, nhưng ở liên minh đế quốc, cũng là cao thủ số một số hai phải kể đến. Dầm, cổ tay khẽ đảo, lão giả lấy ra một quyển trục, Nhẹ nhàng kéo một phát, ánh sáng lập tức chiếu rọi bầu trời, phóng ra cảm giác áp bách nồng đậm. Đây là danh sư Công Hàm, xem ra là có chuyện gì muốn thông cáo thiên hạ. Trương Huyền nhíu mày, nhận ra được. Danh sư Công Hàm, bình thường không dễ dàng ban bố, không nghĩ tới vừa tới Liên Minh Đế Quốc, liền tận mắt thấy. Hơn nữa còn từ một vị nửa bước danh sư cửu tinh ra tay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 2874 lần thứ năm thiên nhận danh sư một dầm trong nghi ngờ quyển trục mở ra hiện lên hai chữ lớn chiếu rọi bầu trời mang theo mùi vị thiết huyết truy nã trương huyền sửng sốt một chút hai chữ này là cổ thể viết hai chữ truy nã ban bố danh sư công hàm còn có hai chữ này muốn làm gì đây là lệnh truy nã của tổng bộ danh sư đường đang giật mình bên tai vang lên thảo luận lệnh truy nã nhịn không được hỏi Nghe nói là có phạm nhân chạy trốn, tổng bộ danh sư đường sẽ truyền lại tin tức đến mỗi một nơi hẻo lánh của đại lục, tiến hành truy bắt, lệnh truy nã của danh sư là căn bản không có khả năng trốn được. Từ khi tổng bộ danh sư đường xây dựng đến nay, tổng cộng mới ban bố không cao hơn 10 lần. Đại lục chỉ cần địa phương có danh sư đường, đều sẽ nhận được tin tức, loại mệnh lệnh này xuất hiện, căn bản không có khả năng chạy trốn. Cái này, nghe được người biết chuyện giải thích da mặt trương huyền nhịn không được run lên, một linh cảm không lành xông ra. Chẳng lẽ, loại ý nghĩ này còn không có kết thúc, thanh âm hùng hồn từ không trung vang lên. Danh sư bát tinh trương huyền, bỏ qua trên dưới, giả mạo danh sư đỉnh phong, phá hư trương gia, đại náo thánh tử điện, bắt đi thiếu cung chủ của băng nguyên cung, hủy hoại vô số kiến trúc, tội ác tài trời, đặc biệt ban bố lệnh truy nã danh sư, phàm là địa phương có danh sư đường, tiến hành truy nã phía dưới là khí tức linh hồn cùng dung mạo của hắn, một khi phát hiện, có thể lập tức tố cáo danh sư đường địa phương, một khi xác nhận, bản thưởng 100 linh thạch tuyệt phẩm. 100 linh thạch tuyệt phẩm. Cái tên này đến cùng phạm vào đại sự gì? Phá hư trương gia, đại náo thánh tử điện, bắt thiếu cung chủ băng nguyên cung. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ trương gia, thánh tử điện, băng nguyên cung đều không bắt được? Vị trương huyền này đến cùng là ai? Thực lực gì? bốn phía xôn xao tất cả mọi người mặt mũi phát điên ba thế lực này đều là đỉnh phong nhất của đại lục một danh sư bát tinh chạy tới đại náo vậy mà không bắt lại ép tổng bộ danh sư đường ba bố lệnh truy nã danh sư vị trương huyền này đến cùng là thần thánh phương nào lại có loại năng lực đáng sợ gì lão sư gương mặt xinh đẹp của triệu nhã trong nháy mắt trắng bệch vội vàng nhìn qua lão sư nàng chỉ biết lão sư vì cứu nàng từ chỗ rất xa chạy tới không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khóe miệng của Trương Huyền cũng co giật. Nói thật, việc này hắn cũng không phải cố tình đi làm, tất cả đều là ép ra, không nghĩ tới Tam đại thế lực không cần ra mặt, vậy mà toàn bộ báo lên tổng bộ danh sư đường, thậm chí ban bố loại mệnh lệnh này. Bản thân chỉ muốn khiêm tốn, an ổn làm danh sư, an tâm dạy dỗ mấy học sinh, giải quyết tiên thiên thai độc, sống lâu hơn một chút. Ước muốn đơn giản như vậy, vì sao khó thế chứ? lần này lệnh truy nã vừa ra chỉ sợ toàn bộ đại lục ai cũng biết người như hắn thực sự không phải hắn nguyện ý nhìn công danh lợi lộc không phải ta mong muốn lão sư bọn họ nói phá hư trương gia đại náo thánh tử điện đến cùng xảy ra chuyện gì triệu nhã cũng không kìm nén được nàng tỉnh táo lại sự tình lúc trước lão sư không nhắc tới một lời nàng đến bây giờ còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì nàng cam tâm tình nguyện đi cùng lão sư, sao lại biến thành bị bắt đi. chương 2875, lần thứ năm thiên nhận danh sư khai. Còn phá hư vô số kiến trúc của băng nguyên cung, thực lực của lão sư yếu như vậy, hẳn là còn làm không được a à? Nơi này không phải địa phương nói chuyện, một lát nữa tìm vị trí yên tĩnh, ta sẽ nói cho ngươi. Biết chuyện này đi lòi ra, lại giấu cũng không được, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, truyền âm cũng không an toàn, vẫn là tìm vị trí an toàn, bố trí trận pháp lại giải thích cặn kẽ. Nếu không, một mực không nói, học sinh của mình khẳng định sẽ không an lòng. Được, triệu nhã cũng biết cục diện trước mắt, nhẹ gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, rất nhanh ban bố xong lệnh truy nã danh sư, đám người tán đi, trương huyền giảm thấp xuống tu vi, mang theo triệu nhã vội vã đi ra ngoài thành trước đó còn muốn đi luyện khí sư công hội, hiện tại xem ra, vẫn là khiêm tốn một chút, nếu không chỉ sợ vừa mới đi vào liền bị bắt. Rời liên minh đế quốc, tìm Sơn Cốc hiền tĩnh, Trương Huyền bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, lúc này mới nói rõ chi tiết một lần. Từ trương gia đại náo, đến thánh tử điện truyền tống, lại đến băng nguyên cùng dẫn tới lôi kiếp, còn không có nghe xong, triệu nhã liền mở to hai mắt nhìn, phục sát đất. Nàng làm chuyện gì cũng rất lớn gan rồi, nhưng so sánh với lão sư kém không phải một chút ba thế lực đỉnh phong người ta đắc tội một cái sẽ bị dọa đến đêm không thể say giấc ăn ngủ không yên vị lão sư này ngược lại tốt còn dám mang bản thân tới liên minh đế quốc thậm chí còn chính tai nghe đối phương ban bố lệnh truy nã danh sư lão sư là ta hại ngươi triệu nhã bội phục đồng thời tràn đầy cảm động lão sư là vì cứu nàng mới liên tiếp đắc tội nhiều thế lực như vậy nếu không nhờ vào thân phận siêu cấp thiên tài của hắn nhất định được tổng bộ danh sư đường coi trọng không đến mức lưu lạc tới trình độ hiện tại không có gì trương huyền khoát tay áo trương gia là hắn vốn muốn tìm phiền phức thánh tử điện hắn là điện chủ chỉ cần tìm được bí kỹ nhãn thuật dung hợp vào công pháp luyện thành cửu u thần đồng vạch trần thân phận thì sẽ không có vấn đề gì còn băng nguyên cung dám làm ra việc như thế với học sinh của hắn đừng nói chỉ hủy đối phương một lần coi như một lần nữa, hắn cũng sẽ không để ý. Cho nên, trong mắt người ngoài, sự tình ngoác mồm kinh ngạc, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Chỉ là từ nay về sau, tiếng xấu truyền khắp thiên hạ, còn muốn khiêm tốn, chỉ sợ rất khó. Thế nhưng lão sư, bị danh sư đường truy nã, người nhọc nhằn khổ sở khảo hạch thân phận danh sư lâu như vậy, liền không còn. Triệu nhã có chút nóng này, gây ra động tính lớn như vậy, tổng bộ danh sư đường tự mình ra mặt thân phận danh sư nhất định giữ không được lão sư từ thiên huyền vương quốc rời đi bắt đầu khảo hạch từng bước một đạt tới cấp bậc hiện tại hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cứ như thế hủy đi đừng nói lão sư coi như nàng nhìn ở trong mắt cũng không cam lòng nếu như danh sư đều không nói đạo lý không làm cũng được trong lòng có sư đạo có làm danh sư hay không lại như thế nào trương huyền lắc đầu đang muốn tự an ủi học sinh mình đột nhiên sửng sốt. Trước đó hắn vẫn cảm thấy không còn thân phận danh sư, tiên thiên thai độc có khả năng giải quyết không hết. Nhưng trước khổng sư là không có chức nghiệp danh sư. Hắn là làm sao giải quyết thứ này? Chẳng lẽ trong lòng có sư đức, cử chỉ là danh sư, không được danh sư đường đồng ý, thì không phải là danh sư sao? Danh sư đường, chỉ là một loại nghi thức mà thôi, sư đạo tại tâm, thì sợ gì cái nhìn của người ngoài? Có huy chương, không huy chương lại như thế nào? chỉ cần ta tự nhận là lão sư, là danh sư, làm chuyện lão sư nên làm, không còn danh sư bào, không có danh sư đường đồng ý, vẫn như cũ là sư. Âm âm, ý nghĩ này vừa sinh ra, toàn thân trương huyền cứng đờ, một đạo lực lượng đặc thù từ trên trời giáng xuống, triệt để bao phủ hắn. Lần thứ năm thiên nhận danh sư, bắt đầu. chương 2876, Tổng bộ danh sư đường biên cuồng thượng. 1. Tổng bộ danh sư đường, đại điện nghị sự. Thay mặt Đường chủ Nhậm Thanh Viễn ngồi ngay ngắn ở trong đó, nhìn tin tức truyền tới trước mắt nói: "Các nơi đều đã ban bố lệnh truy nã. Bẩm báo Nhậm Đường chủ, đã ban bố toàn bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một ngày, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, chỉ cần vị Trương Huyền này xuất hiện, tổng bộ liền có thể nhận được đưa tin, lập tức phái người bắt." Một vị danh sư cửu tinh tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói: "Chính là vị Khúc trưởng lão kia." hắn đã từ băng nguyên cung trở lại tổng bộ, hơn nữa báo tất cả tin tức lên vị trước mắt này, nếu không, cũng không có khả năng mệnh lệnh truyền ra nhanh như vậy. Đường chủ, lệnh truy nã danh sư, dính dáng cực lớn, từ khi danh sư đường xây dựng đến nay, đến bây giờ hết thảy mới dùng 9 lần, dù trương huyền có chút tùy hứng, nhưng dù sao thân là danh sư, truy nã như vậy, sẽ tổn hại uy danh của tổng bộ, có phải chuyện bé xé ra to hay không? Một lão giả cao mày đây là một vị trưởng lão khác của tổng bộ danh sư đường như thế nào là chuyện bé xé ra to khúc trưởng lão hất ống tay áo vị trương huyền này thân là danh sư bát tinh nhưng bỏ qua trên dưới giả mạo thái thượng trưởng lão không nói còn hủy hoại trương gia phá hư thánh tử điện vạn năm cơ nghiệp của băng nguyên cung hủy hoại chỉ trong chốc lát mấu chốt nhất là không biết hối cải biết rõ ta là người của tổng bộ danh sư đường còn lớn mật ra tay loại người này nhất định phải nghiêm trị nếu không, uy nghiêm của tổng bộ ở đâu? Danh sư đừng còn có mặt mũi nào giáo thư dục nhân, truyền thụ thiên hạ. Đối phương chân khí hóa độc, lôi đình diệt thế, ngụy trang dương sư khó mà nhận ra, quan trọng hơn là, nhãn lực thiên hạ vô song, nếu muốn làm ác, danh sư đường cũng khó mà khống chế. Nhất định phải nhanh xử lý, nếu không mặc cho hắn đi loạn, còn không biết bao nhiêu thế lực lớn gặp được kiếp nạn. Dù người này có thể trị liệu thương thế của hắn, nhưng ở trước đại nghĩa, việc nghĩa chẳng từ. Người nói ta cũng biết, nhưng ta chuyên môn nhìn qua kinh nghiệm của hắn, từ thiên huyền vương quốc đi tới, đến bây giờ chẳng qua hơn một năm, hai lần sông danh sư đường thành công, một lần sông danh sư tháp thông qua, thiên tư có một không hai không nói, càng dạy dỗ vương quốc thành công tấn cấp, ở thanh nguyên đế quốc diệt thanh điền hoàng, công lao vô số. Nếu như chỉ vì trương gia, thánh tử điện, băng nguyên cung làm ẩm ý một chút, liền trực tiếp bắt, hơn nữa còn dùng lệnh truy nã danh sư có phải quá nghiêm trọng hay không vị trưởng lão kia vội nói trương huyền trải qua ở danh sư đường đều có hồ sơ tổng bộ muốn thẩm tra cũng không khó ngô trưởng lão nói rất đúng danh sư đường chú trọng nhân tài phàm là đại tài nhất định trí tình trí nghĩa vị trương huyền này mặc dù không tuân quy củ gây ra không ít chuyện nhưng vì nhân tộc cống hiến to lớn ở thanh nguyên đế quốc thụ đồ vô số trực tiếp truy nã ta cũng cảm thấy không thích hợp. Lại một vị trưởng lão nói, huống chi hắn là ân sư thụ nghiệp của chiến sư đường chiến tử Trịnh Dương, ta sợ làm như vậy, sẽ gây ra mâu thuẫn càng lớn. Ân sư thụ nghiệp của Trịnh Dương chiến tử lại như thế nào? Chiến sư đường cho hắn vô số tài nguyên, tổng bộ danh sư đường lấy xuân thu điện cho hắn dùng, chẳng lẽ hắn bởi vì một lão sư thụ nghiệp mà phản loạn hay sao? Khúc trưởng lão cười lạnh, người biết ta nói không phải phản loạn, mà là gây ra mâu thuẫn, chiến tử là chiến lược mạnh nhất của danh sư đường, thật muốn bởi vì việc này dẫn đến nội bộ lục đục sẽ không tốt." Vị trưởng lão kia vội nói. "Nội bộ lục đục, hư, tất cả đều là danh sư đường ban tặng, như vậy cũng lục đục, muốn hắn có tác dụng gì?" Khúc trưởng lão nói. "Loại oai phong tà khí này không thể mặc cho sinh sôi, nếu không chính đạo không còn. Người đây là oai lý tà thuyết, sư đạo truyền thừa, ân sư thụ nghiệp chịu khổ." nếu như trịnh dương chiến tử làm thinh, để hắn quản lý chiến sư đường, ai dám tin tưởng. Ngô trưởng lão mở miệng. Khó tin, đổi đi là được, ngô trưởng lão người hẳn nên biết, hiện nay ở trên đại lục, mạnh nhất vẫn là danh sư đường, uy nghiêm không thể mất. chương 2877, Tổng bộ danh sư đường điên cuồng thượng. 2. Khúc trưởng lão quát. Được rồi. Hai bên còn muốn cãi lộn, nhậm thanh viễn quyền điện chủ lắc đầu đánh gãy hai người đối thoại các ngươi nói ta đều cân nhắc qua, có thiên tài này, quả thực là chuyện may mắn của danh sư đường, nhưng trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện liên tục báo lên, yêu cầu nghiêm trị, vị trương huyền này đã chạm đến danh giới cuối cùng của danh sư đường. Nếu như không xử lý, ta sợ nhân tâm hoang mang, càng nhiều người sẽ dựa dẫm tài năng, làm ra sự tình khác người. Tình cảnh hiện tại các ngươi cũng biết, nguy cơ lớn nhất vài vạn năm qua đã tới, nhân tộc nhất định phải ổn định, hơn nữa toàn bộ một lòng, mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, chống lại kiếp nạn, nếu không ta sợ rất khó vượt qua cửa ải khó khăn này. Cái này, nghe hắn nói, mọi người an tĩnh lại. Đám người ngô trưởng lão cũng lộ ra vẻ lo lắng, một lát sau, cũng nhịn không được nữa nói. Đường chủ, tin tức kia, đến cùng có phải thật hay không? Chính xác trăm phần trăm. Nhậm sư gật đầu. Dị linh hoàng, khống chế dị linh tộc, sẽ không tùy tiện phạm hiểm, Lặng yên không một tiếng động đi tới đại lục của nhân tộc chúng ta, đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ không sợ bị chúng ta liên hợp phây giết? Nhớ tới tin tức kia, Ngô trưởng lão đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Không riêng gì hắn, mạch khác cũng có người tới, ý muốn như thế nào, điểm ấy còn cần đoán ư? Nhậm sư lắc đầu, ta biết chỗ kia đã xuất hiện biến cố, hai lần gợn sóng dung chuyển, nhưng cụ thể có xuất hiện hay không, dù ai cũng không cách nào xác nhận bọn họ vậy mà đều nhận được tin tức ngô trưởng lão nghi ngờ danh sư đại lục sẽ là thời buổi rối loạn hiện tại nhất định phải giảm bớt bên trong hao tổn cùng bằng mặt không bằng lòng nhậm sư than thở một tiếng trương gia cùng lạc gia kết hợp liên lụy đến cái gì không cần ta nói nhiều các người cũng biết thánh tử điện càng ẩn chứa ý niệm tiên thánh có thể chỉ dẫn phương hướng quãng thời gian trước ta cầu thông qua ý niệm khôi thánh hắn nói cho ta biết đã tìm ra điện chủ mới thiên phú có một không hai, nhất định có thể ở trước khi sự tình đến phù hợp yêu cầu. Chuyện này ta chuyên môn hỏi thăm chiêm sư, hắn cũng nói cho ta biết, vị điện chủ mới này, hẳn là thân truyền của dương sư, phùng tử giật. Hai sự tình này không thể loạn, còn băng nguyên cung, càng không cần phải nói, tiên thiên thể chất, có thể câu thông thượng thiên, ba địa phương đồng thời xảy ra chuyện, không thích đáng xử lý, làm sao bình dân tâm. Ta chỉ là quyền điện chủ, danh vọng vốn không đủ, thật muốn xuất hiện náo động, đừng nói ta, xem như dương sư cũng áp chế không nổi. trừ khi nhậm sư nói đến đây, ánh mắt xa xăm trong mắt lộ ra tôn sùng cùng biên cuồng. thiên nhận danh sư trong truyền thuyết, điện chủ chân chính xuất hiện. thiên nhận danh sư muốn lấy được ông trời đồng ý, nào có dễ dàng như vậy. vài vạn năm qua cũng chỉ có khổng sư làm được mà thôi. đúng vậy, đây là không thể nào. tất cả trưởng lão đồng thời lắc đầu. Nếu quả thật có thiên nhận danh sư xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ lập tức dập đầu, bái hắn làm thầy." Khúc trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Bái hắn làm thầy, thật có loại người này, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách làm đệ tử." Ngô trưởng lão bĩu môi: "Ta không có tư cách, dù không làm được đệ tử, làm hạ nhân ta cũng vui vẻ." Khúc trưởng lão nâng cổ. Chương 2878, tổng bộ danh sư đường điên cuồng hạ. Một thiên nhận danh sư, đây chính là nhân vật siêu tuyệt giống như khổng sư, một khi xuất hiện, nhất định thay đổi lịch sử, khống chế danh sư đường, ra lệnh một tiếng, chỉ cần là danh sư, không dám không theo, ai không muốn bái sư. Nhận hắn vi tôn, danh sư cửu tinh trong mắt người ngoài, được cho kính trọng, nhưng ở trong mắt loại người này, cái gì cũng không tính. Năm đó khổng sư, môn hạ đệ tử ba ngàn, cái nào không đạt đến cửu tinh. Ngay cả dự thính cũng là cửu tinh dạng người như khúc trưởng lão, muốn trở thành đệ tử, đoán chừng người ta không muốn thu. Thiên nhận danh sư chỉ là truyền thuyết. Nghe được khúc trưởng lão cảm xúc, nhậm sư cũng không phản bác, đồng dạng than thở. Nếu như bây giờ nhân tộc thật có thể xuất hiện một vị, nhất định có thể hiệu lệnh quần hùng, coi như dị linh tộc trở lại, cũng tuyệt đối không dám đến tìm phiền phức, mà ta cũng cúi đầu nghe lệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được quyền điện chủ cảm xúc như vậy, mọi người đồng thời gật đầu. Thời đại thượng cổ, thuộc về thời đại tối tăm nhất, lúc đó dị linh tộc cường đại đến cực hạt, thành lập thế lực, so với danh sư Đường thời khắc này chỉ mạnh không yếu, khổng sư vẫn có thể nhờ vào sức một người, Lật Tung hắc ám, đủ thấy mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, dị linh tộc sợ hãi khổng sư tới cực điểm, vừa nhắc tới tên của hắn, đều thấp thỏm lo âu, không dám vượt qua nửa bước. Thật có một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể khiến nhân tộc tiến thêm một bước đạt tới chỗ trí cao điểm không dám tưởng tượng được rồi đây đều là mơ mộng hão huyền không nói cũng được ta có thể trở thành quyền điện chủ chỉ là thực lực hơi mạnh trên thực tế đức huy không đủ tạm thời danh sư đường có thể đè ép được trương gia băng nguyên cung nhưng thật muốn xử lý bất công nhất định thất đức đến lúc đó cho dù bọn họ không dám trắng trợn phản đối cũng sẽ ở sau lưng qua loa cho xong mang đến tai nạn không thể xóa nhòa nhậm sư nhìn quanh một vòng Khổng sư từng nói, ba tỉnh thân ta, điểm ấy ta một mực ghi nhớ, không dám có chút quên. Bởi vậy, tuy Trương Huyền có công lao, nhưng so sánh với Trương gia, Thánh Tử Điện, Băng Nguyên Cung, vẫn kém quá nhiều, cân nhắc trái phải, chỉ có thể như vậy, không cần lại cãi cỏ. Như vậy đi, cũng cho hắn một cơ hội, một khi phát hiện, trước không vội đả thương người, chỉ cần tam đại thế lực nguyện ý không truy cứu cũng không có gì. Không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể không khách khí. Điện chủ nói rất đúng. Mọi người đồng thời gật đầu. Đám người ngô trưởng lão thì mặt mũi xấu hổ. Bọn họ thân là danh sư, chỉ vì danh sư cân nhắc, không nghĩ tới đại cục. Vẫn là quyền điện chủ suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, mới không có ủ thành đại họa. Nếu không, nhờ vào lực lượng của danh sư đường, ai không phục có thể diệt ai. Nhưng làm việc bất công mà nói, nhất định mất dân tâm. Đến lúc đó tổng bộ danh sư đường sẽ không cách nào khống chế thiên hạ nữa. Nhậm sư khoan dung độ lượng vị trương huyền kia xem như may mắn chỉ bất quá trương vô ngân đưa tin tới khi thế hùng hổ chiêm sư cũng lên cơn giận dữ băng nguyên cung u nhược tâm càng sắp tức điên muốn hòa giải gần như không có khả năng khúc trưởng lão lắc đầu vị trương huyền kia một khi bị phát hiện coi như chúng ta không ra tay tam đại thế lực cũng sẽ nuốt sống hắn ầm ầm tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến toàn bộ đại điện lắc lư tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ xảy ra chuyện gì nhậm sư bỗng nhiên đứng lên đám người ngô sư cũng vội vàng xoay người chẳng lẽ vị trương huyền kia giết tới tổng bộ danh sư đường ra mặt khúc trưởng lão co lại sẽ không gan lớn như thế a à? bất quá nếu không phải hắn tổng bộ danh sư đường nắm giữ đại lực lượng bao phủ vài vạn năm bất động làm sao có thể xuất hiện lắc lư là phong sư điện đi qua nhìn một chút nhậm sư phát giác phương vị kịp phản ứng thân thể nhoáng một cái vọt ra ngoài, tất cả trưởng lão theo sát phía sau. Tất cả mọi người là danh sư cửu tinh, thực lực cực mạnh, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt phong sư điện, đẩy cửa đi vào. Hoa lạp lạp lạp, mới vừa vào đi, liền thấy vô số bài vị tiền bối giống như nhận lấy lực lượng công kích cực lớn, không ngừng lắc lư, lực lượng làm cho cả danh sư đường chấn động, chính là sinh ra như vậy. Chương 2879, tổng bộ danh sư đường điên cuồng hạ. 2 tiên thánh sợ hãi, đây là thế nào? Khúc trưởng lão run rẩy, dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Đám người ngô sư cũng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn xem có phải có địch nhân tập kích hay không. Không phải địch tấn công, mà là... Con mắt nhậm sư trợn tròn, kích động đến thân thể không ngừng run rẩy. Không phải địch tấn công, có thể để cho vô số tiền bối sợ hãi, chẳng lẽ... Nghe được quyền điện chủ nói, ngô sư kịp phản ứng, thân thể cũng cứng đờ, khó có thể tin. Âm âm, lời còn chưa dứt, bài vị cũng không chịu nổi, đồng thời ngã trên đất, giống như thấy được nhân vật lợi hại nào đó, từng cái thành tâm quỷ gối, không dám có bất kỳ động tác. Đây là chúng thánh cung nghênh. Giờ phút này khúc trưởng lão cũng kịp phản ứng, lông mày nhịn không được nhảy loạn, khóe miệng run rẩy có thể được tế bái ở phong sư điện của tổng bộ danh sư đường, không có chỗ nào mà không phải là hạng người công lao hiển hách, thực lực siêu cường, nói thật, xem như hắn, danh sư cửu tinh, chết đi cũng không có tư cách lập bài vị ở đây. Như vậy đủ thấy khuôn mẫu cao. Có thể để cho người lợi hại như thế, đồng thời cung kính nghênh đón, nguyên nhân chỉ có một. Tạch tạch, mọi người run rẩy còn không có kết thúc, tượng khổng sư đột nhiên lơ lửng lên, cung kính ôm quyền, khuôn mặt vui vẻ, một vết nước từ dưới đáy chậm rãi sinh ra, càng khuếch tán càng lớn. Dầm, thời gian nháy mắt đã đổ sụp xuống chúng sinh cung ninh khổng sư hành lễ đây là thiên nhận danh sư tất cả trưởng lão đều kịp phản ứng từng người không biết là kích động hay khiếp sợ khuôn mặt tất cả đều trắng bệch bọn họ đều đạt tới cửu tinh biết dị tưởng cùng ý nghĩa thiên nhận danh sư xuất hiện coi như không cần giải thích cũng đều biết trước mắt tất cả đại biểu cái gì mới vừa nói thiên nhận danh sư thời gian nháy mắt liền xuất hiện nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi âm um. Tường khổng sư sụp đổ, phòng sư điện cũng không chịu nổi, rền vang sụp xuống, tất cả trưởng lão đứng tại chỗ, tùy ý đồ vật sụp xuống đập ở trên đầu cũng không ngăn cản. Thực lực bọn hắn thông huyền, kiến trúc đổ sụp xuống đập ở trên đầu, cùng bông vải rơi vào trên người không có gì khác nhau, không đáng lo. Con mắt sáng lên, nhậm sư hưng phấn siết chặt nắm đấm. Nhân tộc được cứu rồi, danh sư Đường sẽ lần nữa đứng sừng sững thế gian. Nhậm sư cười to một tiếng kích động đến nước mắt tung hoành. Thân là quyền điện chủ, đức uy không đủ, nhưng thống lĩnh thiên hạ, những năm này áp lực có thể tưởng tượng được, hiện tại thiên nhận danh sư xuất hiện, gánh nặng rốt cục có thể buông xuống. Truyền lệnh của ta, nhanh đi tìm kiếm nguồn gốc của lực lượng, tìm ra vị thiên nhận danh sư này, lập tức tiếp trở về, kế nhiệm điện chủ vị. Nhậm sư bỗng nhiên xoay người hét lớn. Vâng, tất cả danh sư cửu tinh đồng thời ôm quyền, tiếp nhận mệnh lệnh chương 2880, chiến tử xuất quan thượng. Một, chậm đã. Mệnh lệnh truyền xong, nhậm sư đột nhiên nhớ tới cái gì, khoát tay áo, ngay sau đó bàn tay lăng không chảo một cái. Dầm, không gian bốn phía lập tức ngưng động, tạo thành một kết giới cách âm. Danh sư đường vốn có đại trận vây quanh, người ngoài khó mà điều tra, loại tình huống này, còn muốn bố trí kết giới, đủ thấy cẩn thận. Thiên nhận danh sư, dính dáng vận mệnh của nhân tộc, ngàn vạn lần không thể tiết lộ, lần này dị linh hoàng lặng yên tới, khả năng cũng phát giác cái gì. Chỉ là tên này am hiểu ngụy trang, đến bây giờ còn cha không ra dấu vết để lại, ngộ nhỡ chúng ta tiết lộ tin tức, bị hắn trước thời hạn tìm được thiên nhận danh sư, sự tình liền phiền toái. Vẻ mặt nhậm sư nghiêm túc, bàn giao. Từ hôm nay trở đi, tất cả các người đều ra ngoài, bề ngoài là tìm vị trương huyền kia, muốn thực thi công lý, làm đủ bộ dáng cho trương gia, băng nguyên cung nhìn, để bọn hắn biết quyết tâm của danh sư đường. Trên thực tế thì lặng lẽ tìm kiếm điện chủ chân chính, một khi phát hiện, không vội gặp, ở trong bóng tối bảo vệ. Mặc dù hắn là thiên nhận danh sư, chắc hẳn đến bây giờ còn không trưởng thành đến tình trạng như khổng sư, nếu không, nhất định vang danh thiên hạ. Thiên nhận danh sư, chỉ là thiên địa đồng ý, đại biểu là một loại đức hạnh cùng phẩm chất, cũng không đại biểu thực lực cực mạnh. Xem như khổng sư năm đó, cũng là từng bước một đi ra, mà không phải vừa ra đời liền mạnh mẽ. Vị điện chủ chân chính này, nếu thật lợi hại như vậy, nhất định thiên hạ hoành động, cũng không đến mức ngay cả thay mặt đường chủ của tổng bộ danh sư đường như hắn, cũng không biết tin tức. Vâng, tất cả danh sư đồng thời gật đầu. Ừm, việc này cấp bách, tìm được điện chủ, hơn nữa bảo vệ. Nhậm sư khoát tay áo. Còn nữa, sự tình thiên nhận danh sư, các ngươi đều phải nói năng thận trọng, không thể nói nhiều nếu không tước đoạt tư cách danh sư, vĩnh viễn chấn thủ địa quật, không bây giờ được đi ra. Vâng, các danh sư lẫm liệt. Phần Phật, nói xong mệnh lệnh, tất cả danh sư phân tán bốn phía bay đi. Nhậm sư trần chờ một chút, ống tay áo vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện vô số khôi lỗi. Những khôi lỗi này không cao, cũng không có thực lực gì, nhưng mỗi tay đều có 10 ngón, cánh tay thật dài. Khôi lỗi rơi trên mặt đất, một câu không nói, lập tức vây đến trước mặt phong sư điện sụp đổ, không ngừng bận rộn, không quá nửa canh giờ, phế tích đổ sụp liền hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả bài vị trong đó cũng được chỉnh sửa, như chưa hề xuất hiện qua biến cố. Thu khôi lỗi về, lúc này nhậm sư mới thở phào nhẹ nhóm, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thiên nhận danh sư, quả nhiên, trời không diệt nhân tộc ta. Lần này khí thức đặc thù vây quanh thời gian càng lâu, càng dài. Triệu nhã biết lão sư nhất định là lính ngộ cái gì, cũng không quấy dày, ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, yên tĩnh nhìn. Trương Huyền thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần này không có hôn mê, cũng không có xuất hiện dị thường, chỉ cảm thấy cả người giống như vẫy vùng ở trong hải dương thời gian, không biết qua một ngày, hay hơn một năm. Ở dưới khí tức đặc thù rèn luyện, tâm cảnh khắc độ lần nữa bay vọt, so với bất kỳ lần nào trước kia, tiến bộ đều lớn hơn, từ 2 năm chấm 1 trực tiếp tăng 4 điểm, đạt đến 29. 1. Tâm cảnh khắc độ, 3 điểm là một đơn vị, 29. Một tâm cảnh khắc độ đã tương đương với danh sư cửu tinh đỉnh phong nhất. Tâm cảnh tăng cao, phân tích sự tình càng thêm thông suốt, suy nghĩ vận chuyển trong đầu, tựa như lúc nào cũng sẽ lấp lánh ra ánh sáng. Trước đó không ít sự tình không nghĩ ra, suy tư không thông, giờ phút này trở nên thông suốt, vô số công pháp bí tịch, nhìn cũng càng thêm rõ ràng giống như trong nháy mắt thấy được bản chất của tu luyện. Ta trước đó, tuy không có tu luyện qua công pháp thánh vực bát trọng động hư cảnh, nhưng tổng kết ra không ít công pháp, lại thêm triệu nhã thân là học sinh của ta, lực lượng đồng căn đồng nguyên, lúc này mới ở dưới lực lượng của nàng rót vào, nhẹ nhóm đột phá cảnh giới, đạt tới thực lực bây giờ. Trước đó còn kỳ lạ, vì sao có thể trực tiếp đột phá động hư, dẫn tới động hư kiếp, giờ phút này rõ ràng, không còn một điểm nghi ngờ chương 2881, chiến tử xuất quan thượng. 2. Đáng tiếc, vẫn nghĩ không ra phương pháp giúp triệu nhã khôi phục kinh mạch. Trương Huyền lắc đầu. Rất nhiều kiến thức ở trong đầu dung hội quán thông, càng ngày càng rõ ràng, nhưng liên quan tới làm sao giúp triệu nhã khôi phục kinh mạch, vẫn không hiểu ra sao, tìm phương hướng mơ hồ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có thể đi luyện khí sư công hội, tìm kiếm đồ vật có thể thay thế kinh mạch hay không. Hô, phun ra một ngụm trọc khí trương huyền mở mắt lão sư người tu luyện xong triệu nhã nghi ngờ nhìn qua vốn cho rằng lão sư bế quan tu vi sẽ bạo tăng không nghĩ tới một chút động tính cũng không có tu vi dường như không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là tinh thần thoạt nhìn càng thêm óng ánh để cho người ta nhìn không thấu ừm trương huyền nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi triệu nhã thở phào nhẹ nhõm chúng ta lại về liên minh đế quốc đi lần này nhất định giải quyết vấn đề kinh mạch trong cơ thể của ngươi. Trương Huyền đứng dậy, toàn bộ đại lục đều bắt lão sư, vẫn là chớ đi. Không dễ dàng rời đi liên minh đế quốc, lão sư còn muốn đi qua, triệu nhã có chút nóng này. Yên tâm đi, lần này coi như danh cửu tinh đỉnh phong sư, muốn nhìn ra ta ngụy trang cũng không làm được. Trương Huyền nở nụ cười. Trước đó tâm cảnh khắc độ của hắn, chỉ có 2 năm 1, ở trong danh sư bát tinh cũng không tính quá cao, nhưng trải qua lần thứ năm thiên nhận danh sư tăng vọt, đạt đến 29. Một, ở danh sư cửu tinh cũng được cho đỉnh tiêm, cho dù cường giả như khúc trưởng lão tới, cũng đừng hòng dò xét ra đầu mối gì, chớ nói chi là biết thân phận chân thật của hắn. Bất quá, năng lực ngụy trang của ngươi không tốt lắm, như vậy đi, ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp trên thân thể. Thân phận của hắn danh sư cửu tinh cũng nhìn không ra, nhưng triệu nhã không có tu vi, rất dễ dàng bị nhìn ra dung mạo chân chính. Thuần âm thể mở ra, dung mạo quá mức kinh người, cũng rất dễ dàng lộ tẩy. Công pháp thân thể, tốt, thế nhưng kinh mạch của ta vỡ vụt, làm sao tu luyện. Triệu nhã nhẹ gật đầu, ngay sau đó tràn đầy kỳ lạ. Thân thể tu luyện, cũng cần truyền vào chân khí, cũng cần đủ loại lực lượng, không còn kinh mạch, làm sao luyện thành. Bộ công pháp này ta chuyên môn sửa chữa qua, không có kinh mạch cũng có thể luyện thành, có điều phải phối hợp ngân châm của ta. Đây là công pháp. Trương Huyền giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ ý niệm truyền vào trong óc đối phương. Triệu Nhã đứng tại nguyên chỗ, tiêu hóa tiếp cận một canh giờ, mới dung hội quán thông, con mắt nhịn không được sáng lên. Công pháp luyện thể của lão sư thần diệu vô biên, tôi thể quyết của băng nguyên cung tới so sánh, so với rác rưởi cũng không có cái gì khác nhau. Bắt đầu đi. Thấy nàng lý giải, bàn tay Trương Huyền run lên, Vô số trâm bạc thẳng tắp bay đi, thời gian nháy mắt liền rơi vào trên người Triệu Nhã, bí mật mang theo thiên đạo chân khí, không ngừng rèn luyện thân thể, để lực lượng càng ngày càng mạnh. Trương Huyền trợ giúp Triệu Nhã tăng lên thân thể, tu luyện thiên đạo kim thân, mà đổi thành một bên khác, trước chỗ bế quan của chiến sư đường, đã chất đống một đám người, từng người mặt mũi lo lắng. Ngày hôm nay chính là ngày chiến tử xuất quan. Chương 2882, chiến tử xuất quan hạ. Một chiến tử sắp xuất quan, chuyện này làm sao bẩm báo, các ngươi đều nghĩ kỹ chưa? Một lão giả phá vỡ trầm tĩnh bốn phía. Như thực chất báo lên là được, cái này có gì phải xoắn suýt. Một trung niên mặc khôi giáp khoát tay áo, trong giọng nói mang theo mùi vị thiết huyết. Như thực chất báo lên, người cũng không phải không biết tính tình của chiến tử, lúc trước thông qua khảo hạch, bản thân bị trọng thương, cố nén hôn mê, ban bố chiến tử lệnh thứ nhất, chính là muốn tất cả chiến sư cung kính lễ độ với lão sư của hắn, không được vượt qua. Hiện tại gây ra động tính lớn như vậy, nói rõ sự thật, dùng trình độ tôn trọng của hắn, người cảm thấy sẽ tùy tiện bỏ qua. Lão giả nhíu mày. Một khi náo lên, ta sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Thánh tử điện thuộc về danh sư đường, sẽ không xảy ra chuyện, không phải là trương gia cùng băng nguyên cung ư. Bọn họ đại biểu được thiên hạ, lại nói, chiến tử của chiến sư đường ta làm việc, cần giải thích cho bọn hắn. Những người này, bất quá là sâu mọt sinh hoạt ở trong yên vui mà thôi. Không phải chiến sư đường chúng ta tắm máu chém giết, có thể hưởng thụ thịnh thế như bây giờ. Hưởng thụ thái bình như vậy. Trung niên hừ lạnh, mông trưởng lão nói không sai, chiến sư đường ta làm việc, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, thực lực quyết định cao thấp, năm đó vô hồn sư công hội, vô số vô hồn kim nhân, cường giả vô số, không phải cũng có thể diệt. Danh sư đường quá nuông chiều, cho bọn hắn quá nhiều mặt mũi mới để cho bọn hắn có can đảm hỏi tới trách nhiệm của danh sư đổi thành ta ban bố mệnh lệnh gì chính là mệnh lệnh đó dám không theo diệt là được lại một vị trung niên phất tay nói danh sư là sư không phải giặc cướp càng không phải lưu manh sở dĩ danh sư đường sừng sướng vạn năm không ngã dựa vào là lấy đức phục người mà không phải võ lực thật muốn làm như vậy sao còn có thể làm cho người tin phục lão giả lắc đầu tin phục, người cảm thấy bây giờ còn có cần thiết để bọn hắn tin phục. Người hiện tại, sinh hoạt ở trong yên vui, sớm đã mất đi cảm giác nguy cơ, mất đi thiết huyết tan trong huyết mạch, quên đi lịch sử năm đó ở dưới dị linh tộc thống trị, người không bằng chó. Bọn hắn giờ phút này, sẽ chỉ nhìn chằm chằm danh sư, khắp nơi tìm kiếm vấn đề trong đức hạnh của bọn họ, một chút chuyện nhỏ, liền tùy ý lên men, hận không thể phóng đại vô tận. Một khi danh sư đường xử lý không hợp ý, thì sẽ mang theo tên tuổi sư sư tương vệ thông báo thiên hạ. Cách đó không xa lại có một trung niên cười lạnh. Chuyện của Trương sư vốn không lớn, nhưng mà làm danh sư, một khi không xử lý, sẽ gặp phải vô số người nghi vấn, sư phong sư đức đủ loại tin đồn. Thế nhưng thật muốn xử lý, lại xứng đáng sao? Danh sư vì nhân tộc cống hiến bao nhiêu? Không nói cái khác, vị Trương sư này, nhờ vào sức một người, tiêu diệt một chi nhánh dị linh hoàng thất, đáng giá được kính nể thứ dân không biết gì, bọn họ sẽ không để ý người cống hiến bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ thấy người phạm vào cái gì sai, sẽ phóng đại vô tận. Dùng trương sư làm thí dụ, căn cứ tin tức bọn họ lấy được, tuy ở tam đại thế lực náo động đến động tĩnh rất lớn, trên thực tế chỉ là hủy hoại một chút kiến trúc cùng trận pháp, tổn thương một vài người, đến bây giờ còn không có người nào bởi vậy tử vong. Nhưng tin tức truyền đi lại không phải như vậy, người người đều cảm thấy là một vị danh sư bát tinh, dựa dẫm năng lực của mình, tùy ý làm bậy, tùy ý phá hư. Danh sư đường không nghiêm trị, sẽ nội bộ lục đục, lực công tín trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ta cũng biết những chuyện này, nhưng bây giờ danh sư đường đã xử quyết, làm sao quyết định, là sự tình của danh sư đường, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần cân nhắc, làm sao báo cáo chuyện này cho chiến tử. Lão giả đánh gãy đối phương nói, loại sự tình này, hắn cũng biết, nhưng có biện pháp gì mục đích khổng sư sáng tạo ra danh sư đường, là bảo hộ nhân tộc, dù không hiểu cũng phải đi làm, không thể trơ mắt nhìn sinh linh đổ thán. Đây là trách nhiệm cùng chịu trách nhiệm, không cách nào trốn tránh. Mọi người lặng im. Tình cảm của chiến tử đối với vị ân sư này, trong khoảng thời gian ở chung, tất cả đều biết, một khi nghe được bị toàn bộ danh sư đường truy nã, nhất định sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, sẽ gây ra loại động tĩnh nào, ai cũng khó mà đoán trước. Chiến sư Đường thật vất vả xuất hiện một vị chiến tử chân chính, không nguyện ý biến cố như vậy xuất hiện. Trình trưởng lão, có phải ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì hay không? Một vị trung niên nhịn không được nhìn về phía vị lão giả nói chuyện, mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Ta cũng không có phương pháp, hiện tại ý nghĩ là, nói khẳng định phải nói, bởi vì tin tức đã chuyển đi, không giấu giếm được, cố ý che giấu còn không bằng trước thời hạn báo cáo. Trình trưởng lão chậm rãi nói lệnh truy nã danh sư, thông báo thiên hạ, tuy bế quan không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần hơi hỏi thăm sẽ biết, đến lúc đó chiến tử tự mình biết hiểu, chất vấn bọn họ, còn không bằng trước thời hạn báo cho, chỉ ít quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, có thể không bị động. Mọi người biết điểm ấy, đồng thời gật đầu. Nếu không phải bởi vì biết cái này, cũng không đến mức để cả đám đều có chút đau đầu. Chương 2883, chiến tử xuất quan hạ. 2. Lúc chúng ta nói, có thể chủ yếu giải thích trương sư gây ra mâu thuẫn, tội lỗi, còn trừng phạt cùng truy nã, liền hời hợt cho qua, chắc hẳn chiến tử có thể đánh giá ra nặng nhẹ, không đến mức lỗ máng. Dừng lại một chút, trình trưởng lão nói. Không thể không nói, chỉ có thể đổi lại phương thức. Được, mọi người lên tiếng. Mới vừa thảo luận xong, còn chưa kịp nói tỉ mỉ, liền nghe cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra, một thiếu niên tay cầm trường thương, chậm rãi đi ra. Tuổi không lớn lắm, nhưng cho người ta một loại cảm giác sắc bén đâm thủng bầu trời, từng đạo chân khí trong cơ thể sôi trào xoay tròn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, để cho người ta khó mà ngăn cản. Cung nghênh chiến tử xuất quan. Mọi người ôm quyền. Ừm. Thiếu niên khoát tay áo, ngừng lại, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng kèm theo một cỗ khí tức, để cho người ta không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhiều trưởng lão đồng thời tới như vậy, xảy ra chuyện gì sao? thiếu niên nhìn quanh một vòng nhíu mày bẩm báo chiến tử là như vậy người để chúng ta quan tâm vị trương huyền trương sư kia nhận được hồi báo tối hôm qua đại náo trương gia phá hủy vô số kiến trúc làm bị thương mười mấy tên trưởng lão về sau đi thánh tử điện đả thương đám người quyền điện chủ chiêm sư sau đó chạy đến bang nguyên cung phá hủy cơ sở bắt đi thiếu cung chủ trình trưởng lão vội vàng tiến lên tổ chức tốt ngôn ngữ nói hắn nói đều là sự tình trương huyền làm, để trong lòng chiến tử phân tích, đừng quá mức lo lắng. Bất quá lời còn chưa dứt, liền nghe chiến tử cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. Những lời này, là chính người nói, hay danh sư đường thông báo. Cái này, là tin tức ta lấy được. Trình trưởng lão vội nói. Người lấy được tin tức không thật như vậy. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt mang theo băng lãnh. Bắt thiếu cung chủ băng nguyên cung, người có biết, vị thiếu cung chủ này là người phương nào hay không liền nói như thế thuộc hạ không biết trong lòng trình trưởng lão lộp bộp lắc đầu chỉ cần lão sư thông báo một tiếng vị thiếu cung chủ này sẽ lập tức bỏ qua thân phận theo hắn rời đi còn cần đến cướp nói đùa cái gì đó thiếu niên xua tay cái này chiến tử làm sao biết được trình trưởng lão nhịn không được nhìn qua bởi vì vị thiếu cung chủ này của băng nguyên cung thiếu niên chắp một tay sau lưng, nâng đầu lên. Là sư tỷ của ta. chương 2884, trường sư các đệ tử thượng. Một, vị chiến tử này không phải người khác, chính là học sinh của Trương Huyền, Trịnh Dương. Lúc này lực lượng của hắn mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, không biết đạt đến cảnh giới gì, hơn nữa dung mạo cương nghị, cử chỉ mang theo phong thái chư hầu một phương, không còn là thiếu niên đơn thuần lỗ mãng lúc trước. Sư tỷ, tất cả đều giật mình, tất cả trưởng lão của chiến sư đường khó tin. Hắn xưng hô sư tỷ chẳng phải cho thấy, cũng là học sinh của vị trương huyền kia. Học sinh là thiếu cung chủ, huyền náo lớn như thế làm gì? Không sai. Trịnh Dương cũng không giải thích, mà nhìn lại. Danh sư đường hẳn thông báo cho ta đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, chính ta nhìn. Cái này, không nghĩ tới băng nguyên cung thiếu cung chủ là sư tỷ của hắn, tất cả chuẩn bị toàn bộ xáo trộn, trình trưởng lão ngập ngừng một chút, đành phải đưa tới một ngọc bài không phải thông báo mà là lệnh truy nã danh sư lệnh truy nã truy nã ai lão sư trịnh dương nhíu mày vội vàng nhận lấy ngọc bài cúi đầu nhìn một cái vẻ mặt lập tức âm trầm như khối băng hoang đường quả thực hoang đường truyền mệnh lệnh của ta nghiêm mật quan sát động tính của trương gia băng nguyên cung thánh tử điện cùng danh sư đường một khi phát hiện tung tích của lão sư lập tức bẩm báo dám bắt thầy ta ta ngược lại muốn xem xem, ai có lá gan này. Cái này, trình trưởng lão dọa đến khóe miệng co giật. Chiến tử, chiến sư đường chúng ta, là cấp dưới. Danh sư đường ra lệnh, người đi cứu người, tương đương với ngang nhiên vi phạm. Cấp dưới, tướng ở bên ngoài, vương mệnh có thể không nhận. Trước cứu lão sư trở về, ta sẽ tự mình thương lượng với danh sư đường. Trịnh Dương hất ống tay áo, trường thương trong tay run lên, phát ra thanh âm sắc nhọn, Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách hư không. Chiến sư đường, thủ vệ nhân tộc, ném đầu lâu tung nhiệt huyết, cũng nên là thời điểm cho tất cả mọi người biết phong mang chúng ta vốn nên có. Ta muốn cho thế nhân biết, muốn động lão sư của ta. Trước cân nhắc bản thân có bao nhiêu cân lượng. Vâng, tất cả trưởng lão đồng thời ôm quyền. Có cười khổ, có nhiệt huyết, nhưng chiến tử ra lệnh, không người dám cự tuyệt. Độc biện, dám truy nã lão sư của ta lá gan của danh sư đường thật đúng là đủ lớn xem ra lần trước cho bọn hắn mặt mũi bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình trong đại điện một cô gái đột nhiên đứng dậy hai mắt lóe lên để lộ ra hàn ý nữ tử tuổi không lớn lắm thoạt nhìn có chút gầy yếu nhưng bốn phía thân thể vây quanh xương mù màu xanh nhạt dường như danh sư cửu tinh tiến vào cũng sẽ tùy tiện bị độc chết cơ hội sống sót hầu như bằng không độc điện điện chủ ngụy như yên trở thành điện chủ nhận được vô số độc sư toàn lực trợ giúp độc thể của nàng đã thuận lợi kích hoạt một thân độc công kinh thiên động địa so với tổ sư năm đó tuy hơi có vẻ không bằng nhưng cũng vượt xa tất cả trưởng lão thật muốn ra tay danh sư cửu tinh cũng không chống lại được danh sư đường đã quen tự cho là đúng từ trước tới nay như vậy điện chủ chúng ta làm sao bây giờ người dặn dò là được một trong bốn đại tôn giả của độc điện là lâm giang hải ôm quyền nói hắn có công hộ giá địa vị đã là cao nhất trừ điện chủ ở độc điện mấu chốt nhất là tiếp nhận điện chủ tự mình chỉ điểm độc công suất thần nhập hóa coi như hữu sứ lúc trước phục sinh cũng tuyệt đối không phải đối thủ sẽ tùy tiện bị độc chết rất đơn giản theo ta thân trinh một khi phát hiện tung tích của lão sư trong bóng tối bảo vệ có người dám động thủ với hắn không cần nhiều lời trực tiếp độc chết độc điện ẩn cư lâu cũng nên động tay để bọn hắn biết ngụy như yên hừ lạnh nàng trải qua sinh tử sớm đã coi nhẹ quy củ. Lão sư vì nàng trả giá nhiều như vậy, có thể nói, không có lão sư, liền không có nàng bây giờ. Có người dám ra tay với lão sư, vậy không có ý tứ. Không độc người cả nhà bị diệt, ta liền không gọi ngụy như yên. Tuân theo điện chủ hiệu lệnh, tất cả trưởng lão đều hưng phấn ôm quyền. Bị nhốt ở một nơi, người độc điện đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã có cơ hội này, còn khách khí làm gì, tự nhiên lập tức điều động. Danh sư đại lục, một chỗ di tích xa xôi, bốn phía không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, tựa như đầm lầy đen kịt. Một thân ảnh to lớn chậm rãi từ dưới đất lơ lửng, lực lượng tàn phá bừa bãi, tựa như phong vân bao phủ, thiên địa nứt ra. Chương 2885, chương sư các đệ tử thượng. Hai, đánh thức ta gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao? Thanh âm vang lên, tựa như xét đánh. Chủ nhân, bị danh sư đường truy nã. Cách đó không xa, một vu hồn ôm quyền nói. Lão sư bị truy nã, bởi vì cái gì? Thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, đại địa lắc lư, như thiên địa trở nên càng thêm hắc ám. Đây là tin tức ta siêu tập đến. Vu hồn búng ngón tay một cái, một ngọc bài bay đi. Tiện tay tiếp lấy, thân ảnh to lớn cúi đầu nhìn lại, lông mày nhảy lên. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Xem ra danh sư đường là bản thân tìm xui xẻo. Mặc hồn sinh, theo ta cùng đi Băng Nguyên cung một chuyến, đi tìm lão sư đến cùng ở đâu?" Thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, thằng tắp chui vào thi thể nằm dưới đất. Ngay sau đó thi thể đứng lên, lộ ra dung mạo thanh tú, cương nghị. Thoạt nhìn tuổi tác chẳng qua 17, 18 tuổi, chính là đệ tử thân truyền của Trương Huyền lúc trước đi tới Vu Hồn Tổ địa, Lộ Sung. Thời khắc này lực lượng Vu Hồn của Lộ Sung mạnh mẽ vô song, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa biến sắc, như ngay cả thiên địa cũng có thể xé rách vâng mặc hồn sinh gật đầu theo sát phía sau nhanh chân bay về phía băng nguyên cung thánh nhân viên gia ngươi nói cái gì truy nã lão sư ta rất tốt rất tốt cái này nhất định là chủ ý của vị đại trưởng lão kia của trương gia viên đào đứng ở trước mặt một đám trưởng lão hít mắt lại tổn thương hắn không có gì bắt hắn cũng không có gì nhưng dám bắt lão sư hắn tổn thương lão sư hắn lại không được thiếu gia chủ Ý tứ của gia chủ là không nên dính vào chuyện này, dù sao cũng là danh sư đường ra lệnh. Một vị trưởng lão đi về phía trước. Bành. Lời còn chưa dứt, vị trưởng lão này bay ngược ra ngoài, thời gian nháy mắt liền không thấy tung tích. Còn ai có ý kiến nữa không? Viên Đào chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn qua. Thiếu gia chủ, trước khi gia chủ bế quan yêu cầu ngươi nhất định đừng gây họa, a -hát. Lại một vị trưởng lão kêu thảm, bay ngược ra được rồi còn ai có ý kiến gì không viên đào tiếp tục nhìn qua ta đợi nghe thiếu chủ ra lệnh mọi người đồng thời ôm quyền cái này còn tạm được viên đào thỏa mãn nhẹ gật đầu các ngươi biết gia tộc quy định vậy cũng nên biết ta mới thật sự là gia chủ hiện tại ta ban bố mệnh lệnh tất cả nhân mã theo ta đi băng nguyên cung tìm kiếm tung tích lão sư nếu như có ai dám động thủ với hắn trực tiếp đánh chết vâng mọi người gật đầu Viên gia ta, tuy không bằng đám người Trương gia, nhưng thật muốn bảo vệ một người, còn không tin không bảo vệ được." Viên Đào hít mắt lại, quát lạnh một tiếng. "Xuất phát." Phần Phật, vô số thánh thú phi hành bay lên, thẳng tắp bay về phía Bang Nguyên Cung. Chương 2886, các đệ tử của Trương sư hạ. một Tổng bộ Khải Linh sư công hội, vô số phu nhân đứng ở trước một tòa tháp cao, từng người khuôn mặt căng thẳng. Đã 7 ngày nàng có thể thành công hay không. Qua không biết bao lâu, một vị phu nhân nói. Có thể thành công hay không ta không biết, nhưng biết, chỉ cần thành công, hai tháng sau thi đấu tuyển chọn, hoàn toàn có thể không cần tiến hành, bởi vì đã có hội trưởng mới. Một vị phu nhân khác nói. Đúng vậy, Khải Linh Tháp, từ khi Khải Linh Sư Công Hội có lịch sử đến nay, có thể xông qua được cũng không có mấy người, nàng một nhân vật mới học Khải Linh thuật mấy tháng, liền dám đi sông, mấu chốt nhất là còn vọt tới tầng thứ 8 tuyệt đối là chưa bao giờ có. Vị phu nhân thứ nhất cảm khái, Khải Linh sư, Cần Nguyên Thần cường đại, linh hồn của nàng tinh khiết, chân khí tinh thuần, muốn tiến bộ chậm cũng khó. Có nàng ở đây, xem ra Khải Linh sư công hội chúng ta sẽ càng đi càng xa, không cần tiếp tục phụ thuộc thế lực khác." Vị phu nhân thứ hai nói, "Khải Linh sư công hội, bởi vì là chức nghiệp phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh bình thường đều dựa vào chức nghiệp lực chiến đấu mạnh sinh tồn, hiện tại vị thiên tài này đột nhiên xuất hiện, có khả năng sẽ thay đổi loại cục diện kia, không cần nhìn sắc mặt những người khác nữa. Đúng vậy, không nghĩ tới, rốt cục có thể đợi được một vị thiên tài như vậy xuất hiện, thật sự là may mắn của Khải Linh Sư Công Hội ta. Mọi người đồng thời cảm khái, âm âm, lời còn chưa dứt, mặt đất rung động, ngay sau đó mọi người thấy tháp lâu cao vút trước mắt đung đưa, chạy về phía trước. Nàng Khải Linh, Khải Linh tháp, đây là thành công. Mọi người không những không giận, ngược lại từng cái kích động vẻ mặt đỏ lên. Không chỉ thành công, còn được tổ sư của Khải Linh sư công hội công nhận. Vương Dĩnh này, không chỉ thành hội trưởng, còn có thể là Khải Linh sư mạnh nhất trừ tổ sư, thậm chí cho thời gian nhất định, vượt qua tổ sư cũng chưa biết chừng. Vị phu nhân thứ nhất kích động thân thể run rẩy. Đúng vậy, Khải Linh sư công hội chúng ta rốt cuộc muốn quật khởi lần nữa. Mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Không biết qua bao lâu, tháp lâu ngừng lại, một nữ hài từ trên cao chậm rãi bay xuống, toàn thân áo trắng, tựa như tiên tử. Chính là học sinh thứ nhất Trương Huyền Thu, nữ hài ban đầu ở Thiên Huyền học viện cực kỳ ngốc manh vương dĩnh. Lúc này này đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, trước đó đơn thuần đáng yêu, giờ phút này vắng lặng cơ trí, ánh mắt đảo qua, mang theo cảm giác áp bách đặc thù, để cho người ta không dám phản bác. Bái kiến hội trưởng rất nhiều phu nhân đồng loạt quỳ xuống đất. Có thể xông qua khải linh tháp, liền đại biểu thành hội trưởng, không người còn dám nghi ngờ. Ừm, đã ta thành hội trưởng, hiện tại liền ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Vương Dĩnh vung tay áo một cái, thanh âm xa xăm. Xin nghe hội trưởng hiệu lệnh. Mọi người đồng thời ôm quyền. Tất cả mọi người của Khải Linh Sư Công hội ta, từ hôm nay trở đi, gặp được thầy ta Trương Huyền, nhất định phải lấy lễ hội trưởng đối đãi. Hắn nói, nhất định phải tuân thủ, bất luận người nào cũng không được nghi ngờ cùng khiêu khích. Người làm trái, lột bỏ thân phận Khải Linh sư, vĩnh viễn không thu nhận. Nhìn quanh một vòng, Vương Dĩnh nói: "Vâng." Mọi người gật đầu. Một lát sau, vị phu nhân thứ nhất nhịn không được ngẩng đầu lên. "Trương Huyền, hội trưởng nói là vị danh sư bát tinh Trương Huyền ở thánh tử điện kia." "Phải." Vương Dĩnh gật đầu. Ở trên đại lục rất nhiều người trùng tên nhưng đã tới danh sư bát tinh, hơn nữa còn ở phạm vi thánh tử điện, hầu như chỉ có một người. Hội trưởng, vị trương sư này đã bị danh sư đường truy nã, đây là lệnh đuổi bắt. Ngón tay búng một cái, vị phu nhân kia đưa lệnh bài đến trước mặt. Ừm, vương dĩnh cúi đầu nhìn, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, con mắt âm trầm đáng sợ. Bắt nạt đến trên đầu thầy ta, hơn nữa còn mang theo tội danh giả dối, nhìn xem đến cùng ai có lá gan này. Chương 2887, các đệ tử của Trương sư hạ. 2. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người. "Truyền mệnh lệnh của ta, Khải Linh sư công hội, phàm là Khải Linh sư đã tới cửu tinh trở lên, theo ta cùng đi Bang Nguyên cung, danh sư đường trong vòng 3 vạn cây số, toàn bộ Khải Linh chờ đợi dặn dò." "Vâng." Mọi người đồng thời ôm quyền. "Khải Linh sư, từ trước tới nay đều là phụ tu, hiện tại cũng nên để thế nhân biết." Công hội chúng ta cũng có sức chiến đấu để cho người sợ hãi thán phục. Vương Dĩnh chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh. Ầm. Um, triệu Nhã thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Không có kinh mạch, học tập thiên đạo kim thân cũng không dễ dàng. Chẳng qua ở dưới lão sư trợ giúp đã thành công. Thời khắc này làn da nàng càng thêm non mịn, tựa như anh hài vừa ra đời. Mặc dù trên lực lượng không có tăng thêm quá nhiều, nhưng dung mạo đã có thể nhẹ nhõm biến hóa lại thêm chân khí của lão sư che giấu linh hồn ngụy trang danh sư cửu tinh cũng chưa chắc có thể nhận ra thay đổi dung mạo một chút đi thấy nàng thành công trương huyền thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy coi như đi vào liên minh đế quốc cũng không dễ dàng bị nhận ra vâng triệu nhã gật đầu cơ bắp trên khuôn mặt nhúc nhích rất nhanh biến thành một bộ dáng khác cùng trước đó kém rất nhiều chẳng qua cũng là mỹ nhân không thể thấy nhiều rất tốt trương huyền mỉm cười mặc dù vẫn rất đẹp, nhưng ở loại địa phương như Liên Minh Đế Quốc đã có thể nhìn thấy, không đến mức kinh thế hải tục. Sau khi làm xong những thứ này, hai người lần nữa đi về phía Liên Minh. Ngoài thành, quả nhiên An bài vô số chạm gác, còn có danh sư tỏa chấn, nghiêm ngặt tiến hành kiểm tra, chẳng qua đều là danh sư lục tinh, thất tinh, căn bản nhìn không ra bọn họ ngụy trang, nhẹ nhóm tiến vào bên trong. Trước đi luyện khí sư công hội ta tìm xem có đồ vật có thể thay thế kinh mạch hay không. Tìm người hỏi thăm một chút, Trương Huyền mang theo triệu nhã, trực tiếp đi về phía luyện khí sư công hội. Luyện khí sư công hội của Liên minh Đế quốc, không kém thánh tử điện nhiều, cấp bậc cao nhất chỉ là bát tinh, nhưng tồn tại một chút thư tịch cửu tinh. Rất nhanh đi tới trước mặt, nhấc chân đi vào. Lão sư, chúng ta đi tìm ai? Triệu nhã nghi ngờ nhìn qua. Coi như muốn tìm đồ vật thay thế kinh mạch, cũng cần có người hỏi thăm, nếu không chẳng có mục đích đi loạn có thể nghe ngóng được cái gì đương nhiên tìm hội trưởng của bọn hắn trương huyền cười cười luyện khí sư công hội năng lực mạnh nhất đương nhiên là hội trưởng muốn tìm đương nhiên phải tìm hắn hội trưởng chúng ta đi tìm hắn như thế chỉ sợ không thấy được người a triệu nhã càng thêm kỳ lạ bây giờ bọn họ che giấu thân phận không phải danh sư cũng không phải luyện khí sư có tư cách gì đi gặp đối phương rất đơn giản. Trương Huyền cười cười, nhìn quanh một vòng, giống như nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên. Đi theo ta, trong góc đại sảnh, đang ngồi một luyện khí sư, ngực có tám ngôi sao lấp lánh ánh sáng. Luyện khí sư bát tinh, giờ phút này đang chỉ điểm đệ tử, tiến hành kiểm tra người ra vào công hội. Mấy bước đi tới trước mặt đối phương, Trương Huyền tràn đầy kích động. Người quả nhiên ở đây, để ta tìm không dễ nha. Người là vị luyện khí sư bát tinh này sướng sở ngay tại chỗ. Thế nào, nhanh như vậy quên ta, ta là tiểu sư thúc của người a hát. Trương huyền nhíu mày, mang theo không vui. chương 2888, luyện khí sư công hội của Liên minh Đế quốc 1. Tiểu sư thúc, vị danh sư bát tinh này sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, sắc mặt tái xanh. Vị bằng hữu này, người đến cùng là người nào, nói đùa như vậy, dường như không ổn đâu, sư thúc của hắn, làm sao không quen biết, vị trước mắt này, vốn không quen mặt, nói thẳng là sư thúc của hắn, rõ ràng mang theo mùi vị trêu chọc. Nói đùa, xem ra ngươi là thật sự không biết ta. Trương Huyền lắc đầu, đột nhiên lăng không chảo một cái. Âm ầm lực lượng cuồng mãnh lập tức bao phủ vị luyện khí sư bát tinh kia ở bên trong, tựa hồ muốn nghiền hắn thành bột phấn. Thực lực đạt tới động hư cảnh sơ kỳ, hắn khống chế lực lượng thành thạo, cường giả thánh vực cửu trọng sơ kỳ gặp phải cũng có thể tùy tiện chiến thắng mặc dù vị trước mắt này là luyện khí sư bát tinh nhưng tu vi chẳng qua nhập hư cảnh đỉnh phong chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển song trường nâng lên bất quá bàn tay còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy lực lượng vừa rồi suýt chút nữa nghiền nát hắn thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giống như chưa hề xuất hiện qua vội vàng nhìn lại thanh niên trước mắt sau đó thấy hai tay của hắn chắp sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Nếu ngươi không biết ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải gọi Trần Mặc hay không? Tại hạ quả thực là Trần Mặc. Luyện khí sư Trần Mặc gật đầu. Tên của hắn, toàn bộ công hội không ai không biết, có thể gọi ra cũng không tính là gì. Sư phụ ngươi, luyện khí sư Cửu Tinh Lư Dương đại sư, tu tập lưu Dương luyện khí thuật, am hiểu nhất là Hồng Điểm luyện khí pháp, ngón áp út tay trái, từng bởi vì một lần luyện khí, bị địa hỏa tổn thương, những thứ này ta không có nói sai chứ. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Cái này, không sai. Trần Mặc sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Việc này, có thể dò xét trong tư liệu công hội, cũng không có gì. Ta biết những cái này có thể dò xét đến, nhưng hồng điểm luyện khí pháp, cần 10 ngón tay phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, khi đó thời điểm ngươi học tập, ngón áp út bị thương, mỗi lần rèn luyện vũ khí, đều sẽ kìm lòng không được co rút lại, tuy ảnh hưởng luyện khí không lớn, nhưng nói rõ không chế lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, điểm ấy sẽ không có quá nhiều người biết nha. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi, ngươi, toàn thân luyện khí sư trần mặc cứng ngắc. Thói quen luyện khí này của hắn, tuy không sao, nhưng quả thực là lúc trước thời điểm học nghệ hình thành, người biết không nhiều, xem như công hội cũng không có mấy người biết, vị trước mắt này nói ra, hơn nữa khẳng định như vậy, như thấy tận mắt chẳng lẽ thật sự là người của sư môn ta không chỉ biết cái này còn biết ngươi tu luyện hồng điểm luyện khí pháp tồn tại rất nhiều thiếu hụt lần này lưu dương sư huynh để cho ta tới chính là vì chỉ điểm ngươi một chút hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đương nhiên ta không có mang tín vật gì ngươi không tin vậy thì thôi trương huyền xua tay chỉ điểm ta luyện khí sư trần mặc nhíu mày trong mắt tràn đầy nghi ngờ không sai trên phương pháp luyện khí của ngươi, có ba chỗ sai lầm rất rõ ràng. Thứ nhất, thủ đoạn quá mức phức tạp, mỗi một trình tự làm việc đều phải rèn luyện đến cực hạn. Cách làm này, đối với một chút khoáng thạch quả thực có chỗ tốt, nhưng đối với binh khí dung hợp mà nói, sẽ không có trôi chảy như vậy. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng. Thân thể luyện khí sư Trần Mặc nhoáng một cái. Đối phương nói không sai, hắn đích xác có thói quen này, đã từng suy nghĩ sửa lại, nhưng mỗi lần sửa lại đều sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất dung hợp các loại tài liệu, ngược lại luyện chế không ra binh khí mạnh nhất, dần ra liền từ bỏ. Luyện khí, quen thuộc, động tác, thủ pháp, mỗi một dạng đều rất trọng yếu, mặc dù hắn là luyện khí sư bát tinh, nhưng cũng làm không được thập toàn thập mỹ. Thứ hai, hồng điểm luyện khí pháp là dùng phương pháp vĩ mô tìm kiếm điểm trung tâm, dù nhãn lực của ngươi không tệ, mỗi lần đều có thể tìm ra vị trí tốt nhất, đáng tiếc tốc độ chậm một chút. Trương Huyền tiếp tục nói. Ta, luyện khí sư Trần mặc run lên lần nữa. Đối phương giống như thấy tận mắt hắn luyện khí vậy, nói không sai chút nào. Thứ ba, chương 2889, luyện khí sư công hội của Liên minh Đế quốc 2. Trương Huyền tiếp tục nói. Nói xong, Trần mặc đã chảy mồ hôi lạnh. Ba cái này, quả thực là sai lầm trong phương pháp luyện khí của hắn, sửa lại vô số lần đều không thành công, nguyên nhân chính là như vậy. Trình độ luyện khí của hắn tuy có tiến bộ, nhưng không rõ ràng. Ta có phương pháp bổ cứu không? Trần Mặc nhịn không được nữa, ôm quyền hành lễ. Tuy không xác định đối phương đến cùng có phải sư thúc của hắn hay không, nhưng biết ở luyện khí chi đạo, đối phương vượt xa hắn, không thể so sánh nổi. Ta nói qua, sư huynh để ta tới chỉ điểm ngươi, tự nhiên là có phương pháp giải quyết. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, Tuy hiện tại hắn không tiện lấy ra huy chương luyện khí sư bát tinh, nhưng lý giải cùng kiến thức luyện khí vẫn còn, thậm chí một chút cửu tinh sơ kỳ so sánh cũng kém rất nhiều. Thư viện nhìn ra đối phương thiếu hụt, hơi suy tư, cũng đã tìm được phương pháp giải quyết, bắt đầu chỉ điểm, cực kỳ đơn giản. Thì ra là thế. Nghe xong chỉ điểm, Trần Mặc bừng tỉnh hiểu ra, có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Đa tạ tiểu sư thúc. Trần Mặc quỳ xuống đất, vui lòng phục tùng lần này không nghi ngờ chứ trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng không nghi ngờ trần mặc xấu hổ cười một tiếng coi như đối phương không phải tiểu sư thúc của hắn chỉ điểm ra nhiều mấu chốt như vậy cũng đưa ra phương pháp tu luyện chính xác đã có tình nghĩa bán sư không nghi ngờ là tốt rồi lần này ta tới chứ chỉ điểm ngươi còn có chút sự tình muốn làm phiền hội trưởng của các ngươi mong thay mặt giới thiệu trương huyền nói muốn gặp hội trưởng mời tới bên này. Trần Mặc vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Cái này, Triệu Nhã nhìn một màn này ở trong mắt, càng thêm bội phục lão sư của mình. Sớm biết lão sư không gì làm không được, nhưng không nghĩ tới, râm ba câu liền lừa dối một vị luyện khí sư bát tinh, trở thành sư điệt, mấu chốt nhất là còn tin tưởng không nghi ngờ, tận mắt nhìn thấy cũng khó tin. Có một vị luyện khí sư bát tinh dẫn đường, rất nhanh thấy được hội trưởng là lão giả thoạt nhìn hơn 60 tuổi, tóc bạc, tu vi đã đạt tới thánh vực bát trọng đỉnh phong. "Hội trưởng, tiểu sư thúc của ta đặc biệt đến đây, muốn gặp ngươi." Trần Mặc đi tới trước mặt. "Tiểu sư thúc?" Thân sắc của hội trưởng cứng lại, vội vàng đứng lên. "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào." Hắn cùng Trần Mặc ngang hàng luận giao, người kia là tiểu sư thúc của đối phương, tự nhiên cũng là tiền bối của hắn. Tại hạ Ngô Trường Hiên, Vị này là học sinh của ta, bởi vì thân thể xuất hiện chút vấn đề, muốn tới nhờ hội trưởng giúp một tay." Trương Huyền ôm quyền, nguyên lai ngô luyện khí sư, không biết chuyện gì cần ta giúp một tay, chỉ cần công hội chúng ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực." Hội trưởng cười cười, "Là như thế này, học sinh của ta bởi vì một lần tu luyện sai lầm, kinh mạch xuất hiện tổn thương, ta muốn hỏi thăm một chút, công hội chúng ta có vật phẩm gì có thể thay thế kinh mạch, có thể vận chuyển chân khí hay không? Trương Huyền nói. Trương 2890, Dương Huyền gặp Trương Huyền một Thay thế kinh mạch. Hội trưởng dừng lại một chút. Kinh mạch có thể dung nạp chân khí lưu thông, kèm theo tu vi tăng thêm, còn có thể phát triển, để lực lượng trôi chảy. Công hội có không ít đồ vật, nhưng cũng làm không được điểm ấy. Kinh mạch là một loại đồ vật có thể sinh trưởng, theo sát tu vi của tu luyện giả mà phát sinh biến hóa, thực lực mạnh mẽ kinh mạch càng rộng lớn thực lực yếu liền chật hẹp là một bộ phận không thể chia cắt của thân thể luyện khí sư công hội luyện chế vũ khí dù rất ảo diệu nhưng cũng không có vật thay thế làm không được trương huyền nhíu mày một chút vũ khí lợi hại ta nhớ được cũng có thể dài ngắn co duỗi có thể lớn có thể nhỏ nếu như dùng ở trên kinh mạch không biết có được không vũ khí lợi hại cũng có thể lớn nhỏ tùy ý giống như điện chủ lệnh trong tay hắn Bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đồng dạng có thể biến thành một lá chắn to lớn. Vũ khí là có thể tùy tâm biến hóa, lại không cách nào ẩn chứa chân khí, hơn nữa kinh mạch biến hóa, liên lụy đến không gian, cũng không phải vách ngoài biến lớn, một khi đi vào trong cơ thể, đột nhiên biến hóa, ta sợ tu luyện không có xảy ra vấn đề, ngược lại bởi vậy bị thương. Hội trưởng cười khổ, "Ai?" Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Những cái này hắn cũng biết, nhưng chưa từ bỏ ý định Hy vọng có thể từ trong miệng người khác biết được tin tức không giống, hiện tại xem ra, muốn dùng phương pháp luyện chế binh khí luyện chế kinh mạch, gần như là không có khả năng hoàn thành. Thật ra thì cũng không cần chán nản, luyện chế đồ vật quả thực không thể giải quyết, nhưng mà thay thế kinh mạch, ta đã nghe qua truyền thuyết, có người có thể hoàn thành. Thấy bộ dáng này của hắn, hội trưởng nhớ tới cái gì nói. Ai? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đã có người có thể làm được, hắn nhất định cũng có thể coi như làm không được, cũng sẽ tìm ra người này, giúp Triệu Nhã nối liền kinh mạch, để nàng lần nữa có thể tu luyện. Ta nghe được cũng chỉ là truyền thuyết, cụ thể có phải thật hay không thì không có kiểm chứng qua. Thời gian không dài, ở 20 năm trước, một vị cường giả của tổng bộ danh sư đường, từng ở bốn phía tìm kiếm phương pháp thay thế kinh mạch, nghe nói cuối cùng thành công. Hội trưởng suy tư một chút, nói: "Tổng bộ danh sư đường, ai?" Trương Huyền vội vàng nhìn qua, dính dáng triệu nhã có thể khôi phục hay không, ngàn vạn lần không thể qua loa. Thái thượng trưởng lão, Dương Huyền. Hội trưởng vật đầu. Dương Huyền. Trương Huyền sửng sốt. Bản thân giả mạo vị thái thượng trưởng lão này, tự xưng học sinh của hắn, không nghĩ tới, hắn từng làm qua những thứ này. Chẳng lẽ, muốn bản thân chủ động đi tìm? Đúng vậy, Dương Sư Thiên Phú tuyệt đỉnh, thực lực mạnh không nói, trọng yếu nhất là ở từng chức nghiệp, đều có trình độ rất sâu, bởi vì sự tình thay thế kinh mạch, hắn từng đi tìm luyện khí sư công hội, cùng hội trưởng tổng bộ nghiên cứu thật nhiều năm, nghe nói thành công. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể là gì, khả năng còn cần tìm người trong cuộc hỏi thăm mới có thể rõ ràng. Hội trưởng nói. Nha. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Xem ra phải đi tìm vị Dương sư kia. Vị Dương sư này, chắc còn ở Trương gia. Chỉ bất quá, bản thân giả mạo học sinh của đối phương lại giả mạo đối phương huyên náo thiên hạ xôn xao lại đi tìm người ta có thể bị trực tiếp chấn áp hay không đối mặt đại trưởng lão trương vô ngân có lẽ hắn còn có thể chạy trốn vị dương sư này thật muốn ra tay đủ loại thủ đoạn toàn bộ thi triển chỉ sợ cũng vô dụng dương sư dương huyền triệu nhã ở một bên nghe mà chóng mặt tận mắt thấy dương sư biến thành lão sư nàng đã biết vị tổ sư này là giả là lão sư ngụy trang hiện tại lại toát ra một vị đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng rất ít trở về tổng bộ danh sư đường, chỉ sợ rất khó tìm được, nếu như học sinh của ngươi nguy cấp mà nói, hoàng y sư của y sư công hội, là hảo hữu của ta, ngược lại có thể để hắn giúp trần đoán bệnh. Thấy thanh niên trước mắt suy nghĩ, hội trưởng còn tưởng rằng lo lắng bệnh tình của học sinh, nhịn không được nói. Đa tạ hội trưởng hậu ý, tạm thời không cần. Trương huyền ôm quyền, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy một luyện khí sư vội vã đi đến. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 123